Chương 71 Tượng Sư Chi Tâm. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 71 Tượng Sư Chi Tâm. Đinh, hệ thống. Điêu khắc thất bại, độ thuần thục V1. Hệ thống. Điêu khắc thất bại, độ thuần thục V1. Hệ thống. Điêu khắc thành công, thu hoạch được phổ thông hạ đẳng con thỏ mộc điêu một cái, độ thuần thục V5. Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan lúc này ngay tại lão thôn trưởng trong sân, ngồi tại một bức tượng bên bàn bên trên cầm tiểu đao nghiêm túc điêu khắc từng cái tiểu động vật mộc điêu, bàn làm việc bên cạnh đối chậm rãi một đống vứt bỏ vật liệu gỗ, đây là Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan điêu khắc thất bại lưu lại, mà điêu khắc thành công mộc điêu chính bày ở bàn làm việc bên trên, hai người cộng lại cũng mới 10 cái, nhưng hai người đã bắt đầu điêu khắc hơn 3 giờ. Thôn trưởng cái này muốn điêu khắc tới khi nào mới được a? Thẩm Phàm tiện tay đem một bức tượng thất bại vứt bỏ vật liệu gỗ ném tới bên cạnh, có điểm tâm gấp địa hỏi ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lão thôn trưởng. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, tâm tính muốn tốt mới được. Vật liệu gỗ không đủ chín, các ngươi đến ngoài thôn hắc mộc lâm nhìn một chút, tốt nhất hắc mộc trở về làm vật liệu. Như thế ngày đầu tiên đi qua, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan toàn tâm đầu nhập đang điêu khắc bên trên, vật liệu không đủ. Thẩm Phàm liền tự mình tiến về hắc mộc lâm chặt hai khỏa trưởng thành hắc mộc khiên trở về làm vật liệu, mà làm ra mộc điêu cùng vứt bỏ vật liệu gỗ thì là toàn bộ bị lão thôn trưởng cầm lấy đi làm củi chùm, cái này khiến Thẩm Phàm hoài nghi lão thôn trưởng có phải hay không đang chơi bọn hắn. Bất quá tại một ngày không đoạn tuyệt cố gắng điêu khắc dưới, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan điêu khắc thuật cũng rốt cục lên tới giai đoạn sơ cấp, Thẩm Phàm vốn cho rằng cái này phải kết thúc, kết quả lão thôn trưởng để bọn hắn bắt đầu tiến hành thạch điêu. Dùng vẫn là 10 phần cứng rắn huyền ngọc nham, một loại nhìn như giống ngọc cứng rắn vô cùng tảng đá, mà điêu khắc công cụ vẫn như cũ là trước kia điêu khắc mộc điêu dùng phổ thông tiểu đao. Nơi đây Thẩm Phàm hỏi thăm qua lão thôn trưởng phải chăng có thể từ bỏ nhiệm vụ này vụ tiến về chủ thành, kết quả lại là bị lão thôn trưởng cự tuyệt, như thế Thẩm Phàm chỉ có thể liên hệ Lưu Uy, Vương Thiến bọn hắn, nói với mình bên này tạm thời không cách nào rời đi Ngọc Hồ Thôn, để bọn hắn làm nhiệm vụ cày quái thăng cấp trước. Thạch điêu xa so với mộc điêu muốn khó khăn, mà lại dùng công cụ vẫn là như vậy đơn giản phổ thông, Thẩm Phàm ngay từ đầu hao tốn 2 đến 3 giờ thời gian mới điêu khắc ra một cái vừa vặn hợp cách thạch điêu, mà Triệu Thanh Nhan đây là hao tốn hơn 4 giờ mới điêu khắc ra một cái, bởi vì tốc độ chậm, mà lại huyền ngọc nham chất liệu tương đối đặc thù, mặc dù khó điêu khắc, nhưng là tỷ lệ thất bại lại là không cao. Thời gian một ngày thiên địa đi qua, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan toàn tâm toàn ý địa đầu nhập đang điêu khắc bên trong. Trong lúc đó đã chuyển chức người chơi đi vào lão thôn trưởng cái này truyền tống tiến về chủ thành, tới một nhóm lại một nhóm, trong đó không ít người đối Thẩm Phàm hai người hết sức tò mò, không ít hỏi thăm Thẩm Phàm bọn hắn, cuối cùng lúc rời đi còn từ Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan điêu khắc càng ngày càng tinh mỹ thạch điêu bên trong chọn lựa mang đi một chút. Ngày thứ 13, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan một trước một sau, đem điêu khắc thuật thăng cấp đến trung cấp, cái này khiến giữ vững được hơn 10 ngày hai người cao hứng ông tại một lần. Sau đó biến cao hứng tiến về Thúy Ngọc Hồ tìm kiếm tiến đến câu cá lão thôn trưởng. Thôn trưởng, chúng ta đã đem điêu khắc thuật lên tới trung cấp, ngài lúc nào thả chúng ta rời đi à? Bởi vì cái này thần bí nhiệm vụ, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan bọn hắn đã tại Ngọc Hồ Thôn kéo ròng rã đã 13 ngày, trước mắt rời đi tân thủ thôn người chơi đã có người thăng cấp đến cấp 17, liền ngay cả Huyết Lan, Lưu Uy bọn hắn cơ bản đều đến cấp 15, mà bọn hắn vẫn như cũ còn dừng lại trong tân thủ thôn. Đi tìm hai bức ngư cụ tới, theo giúp ta câu sẽ cá. Lão thôn trưởng lẳng lặng ngồi xếp bằng, cầm cần câu nhìn xem Thúy Ngọc Hồ mặt hồ không nhúc nhích. Thẩm Phàm gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Triệu Thanh Nhan đi thuê một đầu thanh đồng ngư cụ, ngồi tại lão thôn trưởng bên người bồi tiếp hắn thả câu. Lòng của các ngươi vẫn luôn không an tĩnh được, dạng này là làm không được yêu cầu của ta. Tại Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan ngồi xuống chậm rãi tĩnh hạ tâm thả câu về sau, lão thôn trưởng rốt cục mở miệng nói ra. Thôn trưởng, chúng ta đằng sau còn có không ít sự tình chờ lấy đi làm đâu, mà lại bằng hữu của chúng ta một mực tại chủ thành chờ lấy chúng ta. Triệu Thanh Nhan giải thích nói. Ta biết, các ngươi trước buông xuống những vật kia, đem trong lòng hết thảy rắc rối tản mất, hảo hảo hưởng thụ một chút trước mắt yên tĩnh. Lão thôn trưởng bắt đầu chỉ đạo lấy Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan, mà trong âm thanh của hắn tựa hồ mang theo một ý vị đặc biệt, có thể khiến người phi thường dễ dàng tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh biến hóa, một chút xíu, từ gần đến xa, tận lực đem tự mình dung hợp ở trong đó. Thẩm Phàm đi theo lão thôn trưởng chỉ dẫn, chậm rãi cảm thụ được hết thảy. Đầu tiên là Ngọc Hồ Thanh Phong khuấy động lên từ từ gợn sóng, Thẩm Phàm cảm giác mình tự như là kia gió, nhàn nhã mà có chút nghịch ngợm trên mặt hồ xẹt qua, thỉnh thoảng dùng thân thể của mình xúc động một chút kia bình tĩnh mặt hồ. Nhìn xem thanh tịnh trong hồ nước thỉnh thoảng phù du đi lên nghịch nước con cá, tự mình cũng có thể như cùng hắn nhóm tự do tự tại như vậy địa du ngoạn lấy, lại có là bên hồ nhàn nhã hành tẩu các lão nhân, nhẹ nhõm vui vẻ, không có phiền não, chậm rãi đi tại duyên dáng bên hồ, trò chuyện chính bọn hắn thích chủ đề. Thẩm Phàm cảm thấy tự mình tự hồ cũng là bọn hắn bên trong một người. Còn có trời xanh mây trắng, đứng sừng sững ở trên mặt đất mưa gió bất động đại thụ, giữa khu rừng tự do hát vang chim chóc. Hết thảy tất cả, tự hồ cũng có thể có tự mình tồn tại, là bọn hắn một thành viên trong đó, mà không phải. Lão thôn trưởng nhìn xem Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan hai người thần sắc biến hóa, cảm nhận được bọn hắn cái chủng loại kia trạng thái, không khỏi lộ ra hài lòng ý cười, càng không ngừng vuốt ve tự mình thật dài râu trắng. Loại kia vong ngã ý cảnh, khiến cho Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan cảm giác không thấy thời gian trôi qua, bọn hắn vong ngã địa dung nhập bên này thiên địa, cảm thụ được hết thảy, nhưng lại không mê thất trong đó, một mực thẳng đến cảm giác mình tới không nhìn thấy cuối đường chân trời bên trên lúc mới thức tỉnh tới. Cái này, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan hai người nhìn nhau, bọn hắn đều có thể từ ánh mắt của song phương trông được ra đối phương chấn kinh, vừa rồi cái chủng loại kia mỹ diệu vô cùng cảm giác thật sự là thật bất khả tư nghị. Ha ha ha. Tốt. Các ngươi đều cảm nhận được a. Lão thôn trưởng hết sức hài lòng cười nói. Cảm giác kia quá kỳ diệu. Hai người cũng không khỏi bỗng nhiên gật đầu đáp lại nói. Rất tốt, tiếp xuống, ta muốn các ngươi đem vừa rồi cảm nhận được đồ vật tan vào điêu khắc bên trong. Từ hai người các ngươi cộng đồng hoàn thành một phần huyền ngọc nhằm điêu khắc cho ta. Lão thôn trưởng trực tiếp hạ đạt tiếp xuống nhiệm vụ yêu cầu. Minh bạch. Đem tự mình coi là tự mình muốn điêu khắc đồ vật, hoặc là xem như là một thành viên trong đó, điêu khắc cũng chính là tại sáng tạo một cái tân sinh, chế tạo một cái tân sinh thế giới, muốn đem tự mình hòa tan vào trong đó, xem như hết thảy đều là có sinh mệnh tồn tại. Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan hai người trở lại thôn trưởng viện tử về sau, điều chỉnh quyết tâm thái, liền chuyển đến một cái đường kính vượt qua 1 mét to lớn huyền ngọc nham, bắt đầu điêu khắc. Cái này một điêu khắc, hai người tự hồ cũng tiến vào quên mình trạng thái, bắt đầu dùng đến cái kia thanh tiểu đao một chút xíu điêu khắc trong lòng mình thế giới. Điêu khắc đồ vật không phải mình nhưng lại là tự mình, hoàn toàn đem tự mình tan vào trong đó, chế tạo lấy một cái tân sinh thế giới. Thời gian kéo dài tiếp cận 2 ngày, hai người hiện thực đều dựa vào lấy máy chơi game dịch dinh dưỡng duy trì lấy thân thể, trong lúc đó Vương Thiến nhiều lần muốn cho bọn hắn rời khỏi nghỉ ngơi một chút, bất quá đều bị Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan cự tuyệt. Ngày thứ 15 buổi chiều thời khắc, Thẩm Phàm tại huyền ngọc nham bên trên dùng tiểu đao vừa vặn rất tốt trên một cây đại thụ lá cây hoa văn về sau, hắn cùng Triệu Thanh Nhan rốt cục nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi Thiên Phàm cùng người chơi Triệu Thanh Nhan, cộng đồng điêu khắc ra trân phẩm thượng đẳng thạch điêu. Ngọc Hồ phong cảnh, bởi vì các ngài là cái thứ nhất điêu khắc ra trân phẩm điêu khắc phẩm, ban thưởng điêu khắc thuật tăng lên 1 cấp. Ha ha ha. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không có cô phụ ta chờ mong, thậm chí vượt ra khỏi ta mong muốn. Như vậy cái này cũng là các ngươi nên được đến, hy vọng các ngươi về sau có thể tiếp tục cố gắng. Lão thôn trưởng nhìn thấy bàn làm việc bên trên kia tinh mỹ ngọc cảnh hồ sắc điêu khắc, rất rõ ràng nhìn ra được, kia không chỉ có là kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, trọng yếu nhất chính là trong đó hiển lộ kia phần sinh ý, hết thảy đều giống như là có sinh mệnh tồn tại. Đối với cái này lão thôn trưởng hết sức hài lòng mà đối với hai người phất tay, hai đạo quang mang tan vào Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan trong thân thể. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi Thiên Phàm, Triệu Thanh Nhan hoàn thành Ngọc Hồ Thôn thôn trưởng thần bí nhiệm vụ, thu hoạch được thôn trưởng truyền thừa. Tượng Sư Chi Tâm. Tượng Sư Chi Tâm, sơ cấp. Có thể vô điều kiện học tập tất cả sinh hoạt kỹ năng, học tập sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp tự động tăng lên 1 lớn cấp, tất cả sinh hoạt kỹ năng xác suất thành công, hiệu quả tăng lên 50%. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72. Hội hợp. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 72. Hội hợp. Thu hoạch được tượng sư chi tâm về sau, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan hai người không thể nghi ngờ là vô cùng ngạc nhiên, không nói trước tượng sư chi tâm có thể cưỡng ép đem người chơi sinh hoạt kỹ năng trực tiếp tăng lên tới đại sư cấp, liền đơn độc một cái có thể vô điều kiện học tập tất cả sinh hoạt kỹ năng tác dụng liền đã đủ nghịch thiên, chớ đừng nói chi là còn có tăng lên sinh hoạt kỹ năng hiệu quả tác dụng. Mặc kệ cái nào một cái game giả lập, người chơi trưởng thành mạnh lên đều không thể rời đi sinh hoạt kỹ năng phụ trợ, mà thần hoang bên trong, rời đi tân thủ thôn sau liền sẽ chậm rãi thể nghiệm đến sinh hoạt kỹ năng tầm quan trọng, cái này Thẩm Phàm đã từ Lưu Uy bọn hắn nơi đó biết được. Tiến về chủ thành về sau, các loại cao cấp dược vật đạo cụ giá cả đều cực kỳ cao, mà lại trước mắt người chơi phần lớn đều chỉ có thể tại NPC trong tay mua sắm, tuy nói có không ít chức nghiệp sinh hoạt người chơi đã bắt đầu sản xuất ra các loại đan dược, thuốc thử cùng cái khác phụ trợ đạo cụ, nhưng là dù sao vẫn là số lượng quá ít, sản xuất ra vật phẩm xa xa không thể thỏa mãn đông đảo người chơi nhu cầu, còn có một nguyên nhân. Một khi xuất hiện hữu dụng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ nhận các đại công hội tranh đoạt. Tượng sư chi tâm tác dụng, xa xa không chỉ trước mắt biểu hiện ra điểm này, bất quá vậy sẽ phải chờ các ngươi cố gắng khai quật trong đó ảo diệu, trước mắt các ngươi cũng coi là ta nửa cái đệ tử, tại các ngươi trước khi rời đi liền đưa các ngươi một điểm nhỏ đồ chơi đi. Lão thôn trưởng lấy sau cùng ra hai cái đỉnh nhỏ màu vàng ống đưa cho Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan, hai cái đỉnh theo thứ tự là sinh hoạt kỹ năng bên trong vô cùng trọng yếu dược đỉnh cùng khí đỉnh, đẳng cấp đều là hoàng kim hạ phẩm tồn tại, có thể tăng lên xác suất thành công 25%, đồng thời có nhất định tỷ lệ có thể tăng lên luyện chế vật phẩm phẩm chất. Cảm ơn thôn trưởng. Thẩm Phàm ngạc nhiên nhận lấy hai cái tiểu đỉnh. Hoàng kim cấp bậc sinh hoạt trang bị, đây chính là vô cùng hy hữu, tại Thẩm Phàm hiểu biết bên trong, trước mắt thần hoang bên trong giao dịch cao nhất sinh hoạt kỹ năng trang bị, là một kiện thanh đồng trung phẩm cấp bậc dược đỉnh, giá cả cuối cùng tiếp cận 20 vạn. Thanh Thanh, muốn định cho ngươi đi, luyện dược hẳn là sẽ tương đối buông lỏng một điểm. Thẩm Phàm đem dược đỉnh cho Triệu Thanh Nhan, tự mình thì là lưu lại khí đỉnh. Trước mắt luyện dược sư, dược tề sư, luyện khí sư là thần hoang bên trong được hoan nghênh nhất sinh hoạt chức nghiệp, cũng là trước mắt cần nhất, bởi vậy Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan bọn hắn nhất định lựa chọn trong đó một cái học tập, mặc dù bọn hắn có thể đem tất cả sinh hoạt kỹ năng đều học được, nhưng là cái này cần tốn hao tinh lực nhiều lắm, vậy còn không như đem tinh lực tập trung ở trong đó một hai hạng. Thôn trưởng, hiện tại phiền phức ngài đem chúng ta đưa đến Vọng Phong Thành đi thôi. Bởi vì thôn trưởng cái này thần bí nhiệm vụ, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan tại Ngọc Hồ Thôn đã kéo nửa tháng, phải biết thần hoang trước mắt cũng chỉ là mở ra hơn một tháng thôi. Nửa tháng thử giảng Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan đẳng cấp đã xa xa lạc hậu hơn đông đảo người chơi, trước mắt người chơi chủ lưu đẳng cấp tại cấp 15 tả hữu, cao nhất đã có nhanh đạt tới cấp 20, liền ngay cả Huyết Lan, Thạch Đầu đại thúc cấp bậc của bọn hắn tại hôm qua cũng đã đạt đến cấp 17. Đi! Hy vọng về sau có duyên gặp lại. Lão thôn trưởng cười ha hả nói. Lão thôn trưởng, chính ngài bảo trọng. Triệu Thanh Nhan đối trước mắt cái này thường xuyên chỉ điểm mình điêu khắc kỹ xảo NPC lão nhân hay là vô cùng không thôi. Các ngươi cũng bảo trọng. Đinh, hệ thống. Hoan nghênh đi vào Thiên Hoang Thành khu vực chủ thành một trong. Vọng Phong Thành, mời người chơi bắt gấp thời gian tiến về phủ thành chủ đăng ký thông tin cá nhân thu hoạch thân phận lệnh bài, nếu không sau một tiếng sẽ bị vệ binh trục xuất khỏi thành. Người chơi rời đi tân thủ thôn sau tiến về cái thứ nhất chủ thành lúc, nhất định phải đến phủ thành chủ đăng ký thông tin cá nhân thu hoạch thân phận lệnh bài, cái thân phận này lệnh bài tự như là trong hiện thực thẻ căn cước, trong thần hoang từng cái địa phương đều thường xuyên cần dùng đến nó, không đi làm lý về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Đi trước đăng ký tin tức làm thân phận lệnh bài, lại đi Bách Nghệ Lâu đem sinh hoạt kỹ năng học tập một chút. Thẩm Phàm lôi kéo Triệu Thanh Nhan ngọc thủ liền tiến về Vọng Phong Thành phủ thành chủ đi. Đẳng cấp thông tin cá nhân người chơi vẫn là thật nhiều, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan hao tốn hơn một giờ mới chuẩn bị cho tốt, về sau liền đi đến Vọng Phong Thành Bách Nghệ Lâu, tìm kiếm tương ứng NPC học tập sinh hoạt kỹ năng, dựa theo Thẩm Phàm thương lượng với Triệu Thanh Nhan tốt, Thẩm Phàm học tập luyện khí thuật, Triệu Thanh Nhan học tập thuật chế thuốc. Đinh, hệ thống. Ngài học tập sơ cấp luyện khí thuật, bởi vì ngài có được tượng sư chi tâm tăng thêm, sơ cấp luyện khí thuật tự động thăng cấp làm đại sư cấp luyện khí thuật. Đinh, Thiên Hoang Thành khu vực thông cáo. Chúc mừng Thiên Phàm trở thành Thiên Hoang Thành khu vị thứ nhất có được đại sư cấp luyện khí thuật người chơi, do đó ban thưởng Thiên Hoang Thành khu vực danh vọng 1.000 điểm, ngẫu nhiên 3 tấm cấp 15 bạch ngân trang bị chuẩn bị bản vẽ, ngẫu nhiên 5 khối trân phẩm hạ đẳng đặc thù khoáng thạch. Thiên Hoang Thành khu vực thông cáo. Chúc mừng Nhan Thanh Thanh trở thành Thiên Hoang Thành khu vị thứ nhất có được đại sư cấp thuật chế thuốc người chơi, do đó ban thưởng Thiên Hoang Thành khu vực danh vọng 1000 điểm, ngẫu nhiên 3 tấm tam giai đan phương, ngẫu nhiên 5 dạng trân phẩm hạ đẳng đặc thù dược liệu. Thiên Hoang Thành khu vực thông cáo. Chúc mừng Vọng Phong Thành Thiên Phàm trở thành Thiên Hoang Thành khu vị thứ nhất có được đại sư cấp luyện khí thuật người chơi, do đó ban thưởng Thiên Hoang Thành khu vực danh vọng 1000 điểm, ngẫu nhiên 3 tấm cấp 15 bạch ngân trang bị chuẩn bị bản vẽ, ngẫu nhiên 5 khối trân phẩm hạ đẳng đặc thù khoáng thạch. Thiên Hoang Thành khu vực thông cáo. Chúc mừng Vọng Phong Thành Nhan Thanh Thanh trở thành Thiên Hoang Thành khu vị thứ nhất có được đại sư cấp thuật chế thuốc người chơi, do đó ban thưởng Thiên Hoang Thành khu vực danh vọng 1000 điểm, ngẫu nhiên 3 tấm tam giai đan phương, ngẫu nhiên 5 dạng trân phẩm hạ đẳng đặc thù dược liệu. Tại Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan học tập sinh hoạt kỹ năng về sau, Tượng Sư Chi Tâm tác dụng đem sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới đại sư cấp, đồng thời lại lần nữa lên khu vực thông cáo, cái này lại một lần đưa tới to lớn gợn sóng. Wow! Đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, đây cũng là cái này Thiên Phàm bọn hắn, trước đó tại Tân Thủ Thôn lúc liền làm ra không ít chuyện, hiện tại đến chủ thành vẫn là lợi hại như vậy. Cái này Thiên Phàm thế nhưng là cái đại cao thủ tới, ta tại thiên mệnh chiến trường thấy qua hắn đem siêu cấp công hội Thần Phong công hội hội trưởng Phong Thần cho đánh ngã. Dừng a, hiện tại diễn đàn bên trên còn có video đâu, cái này còn cần ngươi nói, bất quá cái này Nhan Thanh Thanh, các ngươi cũng không biết nàng thế nhưng là một cái không thua tại thập đại mỹ nữ cấp bậc nữ thần nha. Theo các ngươi nói như vậy, chúng ta dạng này nhỏ công hội là không có cơ hội đưa chúng nó kéo vào được. Không nghĩ tới sinh hoạt kỹ năng đạt tới đại sư cấp cũng có thể lên khu vực thông cáo, xem ra chúng ta lại muốn lửa một thanh. Thẩm Phàm cười khổ nhìn xem Triệu Thanh Nhan. Chúng ta cẩn thận một chút liền tốt. Triệu Thanh Nhan cười sau nói đến. Chủ thành bên trong khác biệt Tân Thủ Thôn bên trong các đại công hội người chơi bị phân tán, không cách nào tụ tập nâng hiện một cái công hội cường đại, nhưng đến chủ thành lại khác biệt, cho nên không cẩn thận chọc những này công hội, vẫn là thật nhiều phiền phức, giống bây giờ Thẩm Phàm bọn hắn có được đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng sự tình, khẳng định sẽ có công hội tới tìm hắn nhóm. Wow! Phàm ca! Ngươi cùng Thanh Thanh tỷ cuối cùng từ Tân Thủ Thôn ra a, chúng ta có thể nghĩ ngươi, không nghĩ tới Phàm ca vẫn là như vậy lợi hại, vừa tới Tân Thủ Thôn liền làm ra khu vực thông cáo đến. Vương Tử hưng phấn giọng nói truyền tới. Lão nhị, tiểu tử ngươi rốt cục đi vào Vọng Phong Thành, còn làm đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, chờ lấy. Vọng Hải quán rượu, 10 phút sau gặp. Vu Thu cái này thiếu niên cũng cho Thẩm Phàm phát tin tức. Thẩm Phàm từng cái hồi phục về sau, đối Triệu Thanh Nhan nói ra. Đi thôi, bọn hắn ước định tại Vọng Hải quán rượu gặp mặt, ngươi kêu lên Thiến tỷ tới. Đã liên hệ Thiến tỷ. Bất quá vừa rồi chúng ta hội trưởng cho ta phát tin tức, để cho ta truyền tống đến công hội tổng bộ chỗ Bái Nguyệt Thành, ta đã cự tuyệt. Ha ha ha. Thanh Thanh làm được xinh đẹp, lại nói ngươi cùng Thiến tỷ có thể hay không rời đi Thần Phong công hội, đến giúp đỡ ta nha. Thẩm Phàm nghe được Triệu Thanh Nhan cự tuyệt Phong Thần mệnh lệnh, không khỏi cao hứng tại Triệu Thanh Nhan gương mặt bên trên hôn một cái. Triệu Thanh Nhan sắc mặt đỏ lên, trợn nhìn Thẩm Phàm một chút về sau nói ra. Ta là không có vấn đề, Thiến tỷ nơi đó liền có chút phiền phức, bởi vì Thiến tỷ trong công hội có không ít hảo bằng hữu, những cái kia đều là đi theo Thiến tỷ cùng nhau gia nhập Thần Phong công hội hảo tỷ muội, nếu như Thiến tỷ đơn độc rời đi liền có chút không xong. Vậy liền để các nàng cùng một chỗ theo Thiến tỷ rời đi liền tốt. Cái này, chậm một chút lại cùng Thiến tỷ thương lượng một chút đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục nguyện ý rời đi Tân Thủ Thôn. Chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Vọng Hải quán rượu một cái phòng lớn bên trong, Lưu Uy tiến lên ông một hồi Thẩm Phàm vỗ bờ vai của hắn nói. Đúng à, tiểu tử ngươi nhưng lạc hậu chúng ta nhiều lắm, nhìn xem mọi người chúng ta, thấp nhất đều có cấp 15, mà Huyết Lan đại ca cùng Thạch Đầu đại thúc đều đã đạt tới cấp 17. Vu Thu ông Thẩm Phàm bả vai trêu chọc nói. Đúng thế. Được rồi, các ngươi đều lợi hại. Bao quát Huyết Lan, Ẩn Lan, Thạch Đầu đại thúc, Vương Tử công chúa bọn hắn ở bên trong, tất cả đều hết sức cao hứng vì Thẩm Phàm hoan nghênh một lần. Thẩm Phàm vui vẻ đáp lại một lần đám người, đây chính là Thẩm Phàm bọn hắn lần thứ nhất tại Thần Hoang bên trong tụ tập lại một lần nữa. Sau đó Thẩm Phàm lại cùng đám người giới thiệu một chút Triệu Thanh Nhan cùng đằng sau chạy tới Vương Thiến, hai cái thiên tư tuyệt sắc tuyệt thế giai nhân một trái một phải đứng tại Thẩm Phàm bên người, cái này khiến ở đây chúng nam tính đều dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thẩm Phàm. Mặt khác Lưu Uy cũng cho Thẩm Phàm giới thiệu một chút hắn trong khoảng thời gian này tìm tới đội viên mới Thanh Vương, Băng Vương, Quỷ Vương ba huynh đệ, đối với Lưu Uy một mực tôn sùng ba người, Thẩm Phàm thế nhưng là chờ mong đã lâu. Bây giờ gặp mặt tự nhiên cũng ít bù đắp một phen khách sáo. Mà tại Thẩm Phàm bọn hắn tụ tập cùng một chỗ sung sướng vô cùng thời điểm, có mấy cái đại công hội cao tầng đã bắt đầu hướng về Vọng Phong Thành chạy đến, có mang theo thiện ý, cũng có mang theo ác ý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73. Công hội đều tới. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 73. Công hội đều tới. Bái Nguyệt Thành, Thiên Hoang Thành khu vực trung bộ lệch nam một tòa chủ thành, Thần Phong công hội lựa chọn nó làm tại Thiên Hoang Thành khu vực phát triển đại bản doanh, cũng không phải là Bái Nguyệt Thành chỗ một vùng địa vực tài nguyên phong phú, mà là bởi vì nó là làm Thiên Hoang Thành hộ vệ thành một trong, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng hộ thành tuyên bố nhiệm vụ, cái này không chỉ có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, càng là có thể thu hoạch được đại lượng danh vọng. Danh vọng là liên quan đến công hội thành lập tự mình trụ sở điều kiện trọng yếu một trong, một khi có thể dẫn đầu thành lập công hội trụ sở, vậy liền mang ý nghĩa công hội đã tại thần hoang thế giới đứng vững, mà lại công hội trụ sở còn có thể mang đến cái khác rất nhiều không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mặt khác Bái Nguyệt Thành cũng là tới gần Tuyệt Giang chủ thành một trong, Thần Phong công hội trung hậu kỳ hoàn toàn có thể lợi dụng Tuyệt Giang chi lợi hướng ra phía ngoài phát triển. Mà lúc này, vẫn bận chỉ huy ban hội thành viên làm các loại cỡ lớn hộ thành nhiệm vụ Phong Thần, lại mang theo tại Bái Nguyệt Thành bên trong tụ tập, đồng thời nghe dưới đáy thành viên báo cáo, mà Thẩm Phàm chỗ nhận biết Ngọc Công Tử cũng ở trong đó. Phong Thiếu, đã tìm hiểu rõ ràng, Thiên Phàm trước mắt ngay tại Vọng Phong Thành Vọng Hải quán rượu cùng bằng hữu của hắn đoàn tụ, mặt khác Tuyết Hồ Ly trưởng lão cùng Nhan Thanh Thanh cũng ở trong đó. Hướng Phong Thần hồi báo là một thích khách nghề nghiệp nam tử trung niên, nhìn này đến phi thường trầm ổn lão luyện, người này chính là Phong Thần gia tộc từ nhỏ cho Phong Thần an bài hộ vệ kim quản nhà Hoành Lộ, đồng thời cũng là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Nghe được Hoành Lộ báo cáo, Phong Thần sắc mặt cực kỳ âm trầm, trước đó không lâu hắn nghe được Nhan Thanh Thanh trở thành đại sư cấp luyện dược sư lúc, lập tức kinh hỉ vô cùng mệnh lệnh nàng lập tức chạy về Bái Nguyệt Thành, nghĩ đến dựa vào Nhan Thanh Thanh vì công hội luyện chế các loại cao cấp đan dược, dùng cho giải quyết đối mặt đẳng cấp cao bốt lúc gặp được khốn cảnh. Bất quá tại mình tin tức vừa gửi tới không bao lâu, liền lập tức thu được Nhan Thanh Thanh từ chối tin tức, nghĩ đến cùng nhau lên thông cáo Thẩm Phàm, hắn lập tức đem hết thảy sai lầm về đến Thẩm Phàm trên thân, mà lại đối với có khuynh quốc khuynh thành dung nhan Nhan Thanh Thanh, hắn Phong Thần cũng là 10 phần động tâm, chỉ là Nhan Thanh Thanh tại công hội trong hoạt động xuất hiện số lần cực ít, mà lại chính Phong Thần một mực phải bận rộn lấy công hội sự tình, cho nên tiếp xúc cũng không quá nhiều. Nhưng là biết công hội bên trong một tên khác công nhận nữ thần cấp trưởng lão Tuyết Hồ Ly, cũng không nghe tự mình trước đó ban bố mệnh lệnh, cùng Thẩm Phàm đi cùng một chỗ, hắn rốt cục nhịn không được, thế là lập tức tụ tập một nhóm nhân mã chuẩn bị tiến về Vọng Phong Thành, đi tìm Thẩm Phàm bọn hắn. Phong Thiếu, ta đã nói rồi, kia Thiên Phàm cùng ta công hội hai vị mỹ nữ đi thẳng rất gần. Đặc biệt là Tuyết trưởng lão, trong khoảng thời gian này cơ bản không có quản lý qua công hội sự tình, mà lại công hội tổ chức mấy lần cỡ lớn hoạt động cũng không có tham gia qua. Ngọc Công Tử tại bên cạnh nói. Ngọc Công Tử hiện tại đối Thẩm Phàm thế nhưng là đặc biệt ghen ghét, trong khoảng thời gian này, Ngọc Công Tử nhiều lần tìm Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan hai nữ, bất quá Vương Thiến cơ bản không muốn cùng gặp mặt hắn, mà Triệu Thanh Nhan càng là trực tiếp đem hắn phương thức liên lạc che giấu, hắn cũng cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì Thẩm Phàm nguyên nhân. Biết, đi. Truyền tống đến Vọng Phong Thành đi. Phong Thần khoát tay áo sau trực tiếp dẫn đầu bước lên truyền tống trận. Đây không phải Thần Phong công hội lớn hội trưởng Phong Thần sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến a. Mà tại Phong Thần vừa dẫn người bước ra Vọng Phong Thành truyền tống trận lúc, bên cạnh lập tức liền vang lên một đạo nặng nề thanh âm, đó chính là cùng Thẩm Phàm từng có gặp mặt một lần chiến cuồng, đỉnh tim cỡ lớn công hội chiến minh người. Chiến cuồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phong Thần có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Ha ha, không chỉ có riêng là ta a, xem bọn hắn. Cung Chiến cười chỉ bên trên nhân mã nói. Thần Hoàng Công Hội, Thiên Binh Lâu, Chiến Thần Các còn có Tử Quỷ Quân Đoàn, Liệt Diễm Công Hội, Thiên Hạ Công Hội. Phong Thần kinh ngạc nhìn xem một đám công hội người, tuy nói tới đều không phải là hội trưởng cấp bậc người, nhưng là đều là các đại công hội nổi danh có hy vọng nhân vật, nhưng hôm nay đều tụ tập tại Vọng Phong Thành. Nghĩ đến nên tới cũng kém không nhiều đều đến, vậy liền cùng đi đi, đợi lát nữa liền dựa vào thủ đoạn của chính mình. Chiến Thần Các mỹ nữ Pháp Sư Mặc Âm cười nhẹ nhàng địa sau khi nói xong, liền mang theo nhân mã hướng Vọng Phong Thành đi. Mà còn lại công hội gặp này đều không muốn lạc hậu, nhao nhao đi theo. Phong Thần gặp này sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, rất rõ ràng bọn hắn cũng là vì có đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan mà đến. Phong thiếu. Hoành Lộ tại bên cạnh kêu một tiếng. Phong Thần khoát tay áo nói ra. Chúng ta cũng đuổi theo. Phàm ca, các ngươi tại Tân Thủ Thôn kéo nửa tháng, mặc dù đẳng cấp lạc hậu nhiều lắm, bất quá lại đạt được đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, đã kiếm lợi lớn, ngươi cũng không biết tại chủ thành bên trong tốn hao cao bao nhiêu, dù sao ta đã không có bao nhiêu tiền. Đúng à, mua thuốc mua không nổi, trang bị lại khó bạo, mỗi ngày đều muốn đi cùng NPC tiếp một chút nhiệm vụ mới có thể duy trì, Phàm ca ngươi không có ở đây thời gian, chúng ta thật không dễ chịu à. Vương Tử cùng Thẩm Phàm chửi bậy, nói liên tục không ngừng, mà cùng hắn không sai biệt lắm lời nói lao ẩn lan cũng tại Thẩm Phàm bên cạnh, hai người ngươi một câu ta một câu khóc lóc kể lể. Trước kia tại Tân Thủ Thôn lúc, có Thẩm Phàm cái này may mắn phá trần tồn tại, cày quái luyện bốt tỷ lệ rơi đồ đều là tiêu chuẩn, mà quen thuộc kia đoạn thời gian đám người, tại Thẩm Phàm lưu tại Tân Thủ Thôn làm nhiệm vụ lúc, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được những người khác mỗi ngày chửi bậy thần hoang tỷ lệ rơi đồ mùi vị. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cày quái làm nhiệm vụ, cũng có đánh một chút bốt, nhưng là nổ chỉ có hơn 10 cấp hắc thiết, thanh đồng trang bị, những cái kia thanh đồng trang bị vẫn là thuộc tính cực kém trung hạ phẩm cấp bậc trang bị, căn bản là không có gặp qua bạch ngân cấp bậc trở lên. Về phần tiền, cái này so trang bị càng thêm khó bạo, phần lớn tiền đều nắm giữ tại NPC trong tay, người chơi muốn thu hoạch được liền dựa vào tại giả ngoại cày quái lúc thu thập các loại vật liệu bán ra cho NPC đổi lấy tiền. Đây là không có đạt tới cấp 30 giai đoạn thần hoang cùng hiện thực tiền không có khai thông hối đoái trước, tất cả người chơi đều muốn đối mặt. Hai người các ngươi đi à, chúng ta nào có hai người các ngươi nói thảm như vậy, so sánh những người khác tốt hơn nhiều, còn có cũng không biết là tên nào cách mỗi một hai ngày liền gọi mọi người tụ tập tại tửu lâu này bên trong ăn uống thả cửa. Chung Đình Đình gõ bàn một cái nói nhìn xem Vương Tử nói với ẩn lan. Khụ khụ. Chúng ta đây là muốn cho Phàm ca đi cho chúng ta làm điểm đồ tốt mà. Hai người bị Chung Đình Đình nói chuyện, lập tức ngượng ngùng nói ngoại trừ mục đích thực sự, tất cả mọi người bị hai người bọn họ biểu lộ làm cho nở nụ cười. Các ngươi tại Vương Thành thời gian so ta lâu một chút, có biết hay không có cái gì tốt địa phương có thể làm một chút, làm điểm đồ tốt. Thẩm Phàm cũng đại khái rõ ràng đám người gần nhất trôi qua xác thực không thế nào lý tưởng. Lại thêm trong khoảng thời gian này tích lũy vài chục lần thiên địa ban ơn cũng là nên dùng một chút. Có a, Lăng Vân Các di chỉ a, trước mắt công nhận rất phong phú nhất tài nguyên địa, trang bị, chiến quyết chiến kỹ, đan dược, các loại đạo cụ, là thuộc Lăng Vân Các di chỉ sản xuất nhiều nhất, chẳng qua trước mắt bên trong cũng tương đối hỗn loạn. Lưu Phương Lượng vỗ bàn nói đến. Xác thực, ấn thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là có thể xông vào một lần Lăng Vân Các di chỉ. Bất quá Tiểu Phàm cùng Thanh Thanh đệ muội đẳng cấp. Lưu Uy có chút lo âu nhìn xem Thẩm Phàm nói. Hắc hắc, tiểu gia ta hiện tại 6.500 lực công kích. Đến nói cho ta, các ngươi có ai có thể đạt tới số này đáng giá. Thẩm Phàm uống một chút rượu, chén choáng cùng một chỗ liền lên tiếng lớn nói. Ngồi tại Thẩm Phàm bên trên Vương Thiến gặp đây, không khỏi trợn trắng mắt cũng tại Thẩm Phàm bên hông nhéo một cái nói ra. Không muốn như thế đắc ý được hay không? Móa! Lão nhị ngươi không muốn như vậy kích thích người có được hay không? Phàm ca, vẫn là ngươi trâu. Đợi lát nữa, giống như có người tìm ta, tự hồ vẫn rất nhiều người. Thẩm Phàm bị đột nhiên vang lên giọng nói tin tức đánh gãy. Mà bên trên Vương Thiến cũng đi tới theo lông mày nói ra. Phong Thần hội trưởng dẫn người tới tìm chúng ta. Bọn hắn có phải là vì Tiểu Phàm cùng Thanh Thanh muội tử đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng mà đến? Huyết Lan đến bên cửa sổ nhìn một chút dưới lầu tụ tập đông đảo công hội nhân mã nói. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Trong chừng dưới tử lâu, Lúc này hội tụ một đám người lớn, ngoại trừ các đại công hội đại biểu chính là Vọng Phong Thành vây xem người chơi, dù sao nhiều như vậy công hội đại biểu cùng nhau tụ tập, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì sự tình đơn giản. Một đám công hội đại biểu, đại đa số đều là Thẩm Phàm nhận biết, trên cơ bản đều là trước đó tại Thiên Mệnh chiến trường bên trong từng có giao dịch, bất quá cũng có một chút lạ mặt người tại. Thiên Phàm huynh đệ, đại ca, lại gặp mặt. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp mặt, ngươi vẫn là lợi hại như vậy, lấy vị mỹ nữ hẳn là Nhan Thanh Thanh tiểu thư đi. Đám người nhao nhao hướng về Thẩm Phàm ân cần thăm hỏi nói. Mà tại Thẩm Phàm còn chưa lên tiếng lúc, Thần Phong công hội Phong Thần lại đứng dậy, đối đám người nói ra. Các vị, mặc kệ các ngươi đến đây có mục đích gì, bất quá ta tuyên bố trước một điểm, Nhan Thanh Thanh trước mắt khiến cho chúng ta Thần Phong công hội thành viên, cho nên các vị cũng không cần lên tâm tư gì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Lý Tuyết. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 74 Lý Tuyết. Ở đây đông đảo công hội đại biểu, nghe được Phong Thần sau đều là sửng sốt một chút, bởi vì Triệu Thanh Nhan tại Thần Phong công hội tồn tại cảm thực sự quá thấp, đến mức bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể thu thập được hoàn chỉnh tin tức, đều coi là Triệu Thanh Nhan là một người chơi tự do. Tuyết trưởng lão, Thanh Thanh tiểu thư, hiện tại đi theo ta đi, còn có nhớ kỹ trước đó ta tại công hội nói qua yêu cầu. Phong Thần xoay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phàm nói. Phong Thần hội trưởng, chúng ta gia nhập Thần Phong công hội lúc đạt được hội quy bên trong, nhưng không có hạn chế công hội thành viên người nào không thể kết giao đầu này. Vương Thiến đứng ra một bước, bình tĩnh nói. Hắn, Thiên Phàm, là chúng ta Thần Phong công hội địch nhân, các ngươi tiếp xúc với hắn chính là không được. Phong Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, chỉ vào Thẩm Phàm hung ác vừa nói. Đây chẳng qua là hội trưởng chính ngươi ân oán cá nhân, cũng không phải công hội sự tình, lại nói ta cùng Thiên Phàm vốn chính là bằng hữu, cũng bởi vì một câu, chúng ta liền không thể tiếp xúc, ta chỉ có thể nói làm không được. Vương Thiến không có lui bước, khí tràn mười phần nói. Còn lại công hội đại biểu, trông thấy tình hình như thế, đều nhao nhao đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt, trong lòng bọn họ thế nhưng là mừng rỡ trông thấy Phong Thần cùng tự mình công hội thành viên náo mâu thuẫn. Ha ha ha, Thiến tỷ đủ bá khí. Thần Phong hội trưởng ngươi cũng là thật lợi hại, ta còn không có nghe nói qua có cái kia hội trưởng sẽ tả hữu tự mình công hội thành viên tự do thân thể, ngươi là người thứ nhất. Thẩm Phàm đối Phong Thần dựng thẳng ngón cái nói, trong đó ý trào phúng mười phần. Phong Thần hội trưởng, cái này xác thực quản quá mức, ta cùng ta bằng hữu cùng một chỗ, cái này có cái gì không được, dù sao ta là sẽ không cùng ngươi đi. Triệu Thanh Nhan cầm Thẩm Phàm tay nói. Rất tốt. Các ngươi có phải hay không ta đây hội trưởng mệnh lệnh coi là chuyện to tát. Phong Thần lúc này sắc mặt đều đen, trước một khắc hắn còn tại trước mặt mọi người cảnh cáo, Triệu Thanh Nhan là Thần Phong công hội người, mà lúc này Triệu Thanh Nhan cùng Vương Thiến lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, chống cự mệnh lệnh của mình, cái này hoàn toàn chính là đang đánh hắn Phong Thần mặt. Tuyết trưởng lão, Thanh Thanh tiểu thư, cũng đừng quên các ngươi vẫn là Thần Phong công hội người. Ngọc công tử trông thấy sắc mặt khó coi tới cực điểm Phong Thần cùng trên trận kiềm chế không khí ngột ngạt, liền nghĩ giúp Phong Thần giải vây một chút. Vậy ta hiện tại liền rời khỏi Thần Phong công hội, dạng này Phong Thần hội trưởng ngài còn muốn quản ta với ai tiếp xúc, với ai kết giao sao? Vương Thiến lúc này lạnh mặt nói. Vương Thiến đối Thần Phong công hội vẫn là rất có hảo cảm, mà lại bên trong còn có không ít bằng hữu của mình tại, nhưng bây giờ Phong Thần ngay cả mình tự do thân thể đều muốn quản, khi nàng Vương Thiến coi như không ở nổi nữa. Trong hiện thực Vương Thiến bản thân liền là một nữ cường nhân, phần lớn thời gian đều là nàng quản người khác, chớ đừng nói chi là hiện tại Phong Thần còn liên lụy đến Vương Thiến việc riêng tư của cá nhân bên trên. Ta cũng rời khỏi Thần Phong công hội. Triệu Thanh Nhan một mực bình tĩnh đứng tại Thẩm Phàm bên người, nhìn thấy Vương Thiến cho thấy rời đi Thần Phong công hội lúc, nàng cũng lập tức cho thấy thái độ của mình. Lúc này mặc kệ là Phong Thần, vẫn là Ngọc công tử chờ Thần Phong công hội thành viên, lúc này sắc mặt đều là hết sức khó coi, đã có phẫn nộ lại có xấu hổ, trước đó không lâu tự mình hội trưởng còn uy thế mười phần mệnh lệnh lấy hai nữ cùng hắn đi, nhưng hôm nay bọn hắn đều rời khỏi công hội. Như thế nào, Phong Thần lớn hội trưởng, việc này ngươi còn muốn quản sao? Thẩm Phàm nhìn xem Phong Thần nói. Phong Thần vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Thẩm Phàm, có quay đầu nhìn một chút Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan hai nữ, chưa hề nói một câu, liền xoay người rời đi. Ngọc công tử chờ Thần Phong công hội người nhìn nhau một cái về sau, cũng đều đuổi theo Phong Thần rời đi. Phong Thần lúc này nội tâm lửa giận đều nhanh muốn nổ, bất quá cái này lại có thể làm sao, không rời đi, vậy liền tiếp tục để cho đông đảo đại công hội chế giễu. Mà đối với Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan, bởi vì tiến vào Thần Phong công hội lúc bình không có ký kết cái gì hợp đồng, cho nên bọn họ muốn rời khỏi Thần Phong công hội, chỉ cần đến Thần Phong công hội website game xin một chút là được rồi, cho nên Phong Thần cũng hoàn toàn bắt các nàng không có cách nào. Hắc hắc, đi nữ một phương phiền phức, còn có nam một phương, chúng ta còn có trò hay nhìn. Tại Phong Thần mang người xám xịt rời đi về sau, Vu Thu tiểu tử kia ở một bên vẫn như cũ là một bộ xem trò vui bộ dáng nhìn xem Thẩm Phàm. Hàng huynh đệ, lời này của ngươi lại là ý gì? Ẩn Lan bát quái mười phần địa lôi kéo Vu Thu hỏi. Lão nhị tiền nhiệm ngay tại đám kia công hội đại biểu bên trong, mà lão nhị đương nhiệm bây giờ cũng ở nơi đây, ngươi nói này lại có chuyện gì phát sinh đâu? Lưu Phương Lượng cái này to con cũng là một mặt cười xấu xa nói. Chật chật, cái này có trò hay để nhìn, các ngươi nói các nạn có đánh nhau hay không đâu? Vương Tử nghe rõ về sau cũng là sát bàn tay, một bộ không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy chuyện kế tiếp đồng dạng. Đại gia, mấy người các ngươi, ta nhớ kỹ các ngươi. Thẩm Phàm nhìn thấy bên cạnh mấy tên kia còn kém hạt dưa đậu phộng xem kịch bộ dáng, tức giận đến thẳng cắn răng. Triệu Thanh Nhan cùng Vương Thiến thì là mặt mũi tràn đầy thần bí vui vẻ nhìn xem Thẩm Phàm, tựa hồ chờ đợi Thẩm Phàm giải thích cái gì đồng dạng. Còn lại đông đảo công hội đại biểu trông thấy Thẩm Phàm một đoàn người nhìn chằm chằm vào Thiên Binh lâu phương hướng nhìn, trong lúc nhất thời cũng đều nổi lên nghi ngờ, cái này sẽ không còn muốn cùng Thiên Binh lâu cũng tới bên trên một trận, như là vừa rồi Thần Phong công hội trình diễn vở kịch đi, cái này cần phải lãng phí không ít thời gian à, bất quá không quan trọng, rất đặc sắc nha. Thế là đông đảo công hội đại biểu lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng đứng đấy bất động. Thiên Binh lâu một đoàn người nhìn thấy mọi người tại đây lực chú ý đều tập trung vào trên người bọn họ về sau, cũng rốt cục có hành động, cầm đầu một nam một nữ hai người đi ra, đi vào Thẩm Phàm trước người. Thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào thần hoang thế giới. Mở miệng nói chuyện chính là tên kia mỹ mạo nữ tử, một đôi bắp đùi thon dài vô cùng dễ thấy, dung nhan cũng là tuyệt sắc. Người này chính là Thẩm Phàm đại học lúc bạn gái Lý Tuyết, thần hoang bên trong là một gọi Tuyết Ly pháp sư. Thật lâu không thấy. Thẩm Phàm chỉ là từ tốn nói một câu, liền không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì, tự hồ nhìn thấy tự mình bạn gái trước lúc, trong lòng không có một chút ba động đồng dạng. Lý Tuyết trông thấy bình tĩnh vô cùng Thẩm Phàm, trong lòng cảm giác có từng tia thất lạc cùng không cam tâm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mang theo nụ cười thản nhiên tự tin nhìn chằm chằm Thẩm Phàm nói ra. Xem ra, ngươi là thật hoàn toàn quên ta nha, bất quá không biết trong lòng của ngươi có phải hay không cũng cùng nét mặt của ngươi đồng dạng bình tĩnh. Hắn không dạng này bình tĩnh thứ đối đãi ngươi, chẳng lẽ muốn biểu hiện cao hứng phi thường kích động sao? Triệu Thanh Nhan tiến lên một bước kéo Thẩm Phàm cánh tay nói. Rất rõ ràng, Triệu Thanh Nhan cũng đã nhìn ra, Thẩm Phàm cùng hắn bạn gái trước ở giữa phát sinh qua không ít chuyện, mà lại Thẩm Phàm vẫn là bị hắn cái này bạn gái trước gắt gao dính dấp. Ha ha ha, Tuyết Nhi, ngươi người ta đã Thẩm đại tài tử rõ ràng liền đã di tình biệt luyến, có mới người trong lòng, không còn là cái kia đối ngươi quyết chí thề không rời si tình nam. Lý Tuyết nam tử bên người dùng đến mang đầy ghen tuông lời nói. Nam tử này chính là Lý Tuyết bạn trai, cũng là Thẩm Phàm đồng cấp đồng học Phương Hằng, lúc trước cũng là bởi vì hắn, Lý Tuyết mới cùng Thẩm Phàm chia tay, mặc kệ Thẩm Phàm như thế nào giữ lại. Đại gia, thật muốn đánh một trận Phương Hằng tiểu tử này. Vu Thu nhìn xem Phương Hằng hận hận nói. Đồng dạng, thấy thế nào đều cảm thấy tiểu tử này rất thiếu ăn đòn. Đi à, hai người các ngươi. Lưu Uy cho Vu Thu cùng Lưu Phương Lượng một người một quyền, để bọn hắn im miệng. Nói xong, liền mời đi thôi, ta và các ngươi ở giữa đã không có bất kỳ quan hệ gì. Thẩm Phàm bình tĩnh nói. Phương Hằng nghe được Thẩm Phàm lời nói về sau, khinh thường cười, nói ra. Chúng ta Thiên Binh lâu nguyện ý ra 150 vạn lương mời ngươi cùng vị mỹ nữ kia làm chúng ta Thiên Binh lâu chuyên trách luyện đan sư cùng luyện khí sư, như thế nào? Thẩm đại tài tử, cái này nhưng so sánh ngươi tân khổ công việc 10 năm tiền lương cũng không kém. Ha ha, ta nhưng không với cao nổi các ngươi, mời rời đi đi. Đồng thời người ở chỗ này cũng có thể nghe, chúng ta là sẽ không làm bất luận cái gì công hội chuyên trách luyện đan sư, luyện khí sư, có dạng này cách nghĩ mời trở về đi. Thẩm Phàm đối Phương Hằng cười lạnh hạ về sau, liền mặc kệ hắn, ngược lại đối cái khác công hội đại biểu nói. Ngươi! Thẩm Phàm, liền ngươi điểm này thân ngọn nguồn cũng đừng ở chỗ này giả thanh cao, đàng hoàng đáp ứng, liền có thể bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phương Hằng tiếp tục đâm kích lấy Thẩm Phàm nói. Ngươi là kẻ điếc sao? Vẫn là 2-3 năm không thấy đầu óc cũng hư mất rồi. Thẩm Phàm lạnh lùng đối Phương Hằng nói. Phương Hằng gặp này còn muốn nói chút gì, bất quá lại bị bên trên Lý Tuyết kéo lại, tự mình tiến lên một bước, đứng được bên trong Thẩm Phàm càng gần, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Phàm nói ra. Ta hiểu tính cách, trước mặt ta, cũng không cần giả bộ dáng này. Thẩm Phàm chưa có trở về Lý Tuyết, mà lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền xoay người hướng Vọng Hải Lâu đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Lý Tuyết cùng mang theo tức giận Phương Hằng. Ngươi thật đúng là coi là, hắn ở trước mặt ngươi là giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ. Còn có ngươi rời đi hắn là đúng, ngươi thật không xứng với hắn. Triệu Thanh Nhan đối Lý Tuyết lạnh nhạt nói, đồng thời lại mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn nàng bên trên Phương Hằng mới quay người đuổi theo Thẩm Phàm. Mà Lưu Phương Lượng cùng Vu Thu hai người thì là một mặt mỉa mai bộ dáng đối Lý Tuyết cùng Phương Hằng nở nụ cười. Thật đúng là đề cao bản thân. Bất quá không có cười mấy lần liền bị Lưu Uy một người một bàn tay đẩy tới. Cút. Móa. Lão đại, ngươi còn tới. Lưu Uy cái Vu Thu Lưu Phương Lượng đuổi tiếng Vọng Hải quán rượu về sau, liền mang Chung Đình Đình bọn hắn đi vào, liền nhìn cũng không nhìn Lý Tuyết một chút. Trong sân đông đảo công hội đại biểu, nhìn này cũng không ít bắt đầu rời đi, bởi vì Thẩm Phàm đã cho thấy thái độ của mình, tiếp tục lưu lại cũng không có ý gì, bất quá cũng có mấy cái này đại công hội đại biểu vẫn là cùng đi theo tiếng Vọng Hải quán rượu, đi qua Lý Tuyết cùng Phương Hằng bên người lúc, đều dùng đến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút. Lý Tuyết nguyên bản tự tin và trấn định không thấy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đồng thời trong lòng của nàng có một loại mới hận ý đang từ từ sinh sôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Nhiếp Hồn Sáo Trang. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 75 Nhiếp Hồn Sáo Trang không sợ nói cho các vị, vì thu hoạch được cái này đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, chúng ta cố ý lưu tại Tân Thủ Thôn làm nửa tháng nhiệm vụ, bây giờ đẳng cấp đã lạc hậu nhiều lắm, cho nên trong khoảng thời gian này, chủ yếu tinh lực là đặt ở luyện cấp bên trên. Thẩm Phàm đối hầu như cái công hội đại biểu nói. Bao quát Thần Hoàng công hội, Chiến Thần Các, Tử Quỷ quân đoàn, Chiến Minh ở bên trong 4 đại công hội đại biểu, cơ bản đều là tại thiên mệnh chiến trường chỗ người quen biết, bọn hắn căn cứ công hội cao tầng ý tứ đến nói chuyện hợp tác công việc, ngay từ đầu bọn hắn cũng không có đánh đem Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan kéo vào công hội chủ ý, đương nhiên cũng có thể thử một chút, có thể kéo tiến công hội liền tốt nhất rồi, bởi vậy tại Thẩm Phàm cho thấy quyết tâm về sau, bọn hắn vẫn như cũ. Không có chọn rời đi. 4 đại công hội nói tới phương thức hợp tác cơ bản không sai biệt lắm, từ bọn hắn cung cấp bản vẽ đan phương cùng tương ứng vật liệu, Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan phụ trách luyện chế đối ứng trang bị cùng đan dược, luyện chế được sản phẩm bọn hắn thu lấy 8 thành, còn thừa 2 thành về Thẩm Phàm bọn hắn tất cả, bọn hắn cung cấp bản vẽ, đan phương tại đạt tới hợp tác chỉ định số lượng yêu cầu về sau, cũng về Thẩm Phàm chính bọn hắn tất cả, về sau luyện chế cùng các đại công hội không quan hệ. Bất quá bởi vì bọn hắn yêu cầu số lượng quá lớn, nếu như đáp ứng, liền cần mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện chế mới có thể đạt tới những này công hội chỉ định số lượng yêu cầu, cho nên Thẩm Phàm trực tiếp cự tuyệt. Bất quá đối với những này đại công hội thu thập các loại trang bị bản vẽ cùng đan phương, cùng số lượng khổng lồ vật liệu, Thẩm Phàm là cực kỳ nóng mắt, mà tại các công hội đại biểu thất vọng thời điểm, Thẩm Phàm cho thấy chờ hắn đẳng cấp hơi tăng lên đến về sau có thể tiến hành một chút hợp tác, dù sao dùng những này công hội cung cấp vật liệu luyện tay một chút, vậy vẫn là thật không tệ. Tại một phen đàm luận về sau, Thần Hoàng công hội cùng Chiến Minh Ngọc Hoàng cùng Chiến Cuồng liền rời đi, bất quá Chiến Thần Các mỹ nữ pháp sư Mặc Âm cùng Tử Quỷ quân đoàn Thiên Lý Túy tự hồ còn có cái gì chuyện đặc biệt, đều lựa chọn lưu lại. Mặc Âm mỹ nữ, vẫn là ngươi nói trước đi đi. Thiên Lý Túy khách khí cười một cái nói. Trước nói sau nói, không đều là giống nhau sao? Các ngươi Tử Quỷ quân đoàn đạt được bộ kia bản vẽ, chúng ta đã sớm nhận được tin tức. Mặc Âm không quan trọng nói, thanh âm cực kỳ kiều mị. Các ngươi Chiến Thần Các hệ thống tình báo cũng thật là lợi hại. Thiên Lý Túy mười phần bất đắc dĩ nói, hắn vốn cho là bọn họ Tử Quỷ quân đoàn đã ẩn tàng đến thật tốt, ai biết vẫn là bị chiến thần các người biết. Vậy ta liền nói thẳng đi, cái này cùng Lăng Vân Các Di Chỉ có quan hệ, các ngươi cũng biết hiện tại Lăng Vân Các Di Chỉ tầm quan trọng, cho nên ta không thể không cẩn thận điểm. Thiên Lý Túy biết tại Mặc Âm trước mặt giấu không được, liền trực tiếp nói ra hắn mục đích. Tử Quỷ quân đoàn tại Lăng Vân Các Di Chỉ ở bên trong lấy được một bộ bạch ngân hạ phẩm trang bị bản vẽ, cái này không là bình thường trang bị bản vẽ, mà là sáo trang bản vẽ, bất quá cái này bạch ngân sáo trang tương đối đặc thù, chỉ có thể để mà nhằm vào một loại hình quái vật, đó chính là Lăng Vân Các Di Chỉ bên trong phiền toái nhất du hồn. Nhiếp hồn sáo trang. 5 kiện bộ bạch ngân hạ phẩm sáo trang, bao quát giày, găng tay, bao cổ tay, chiếc nhẫn, vòng tay. Sáo trang thuộc tính 1. Nhiếp hồn, giảm xuống âm hồn loại quái vật 15% thuộc tính, đồng thời đề cao tự thân đối âm hồn loại quái vật tổn thương. Sáo trang thuộc tính 2. Thủ thần, giảm xuống âm hồn loại mặt trái công kích hiệu quả 40%, có nhất định tỷ lệ sinh ra miễn dịch hiệu quả. Cái này nhiếp hồn sáo trang người thiết kế rõ ràng là muốn tạo một bộ có thể để cho tất cả chức nghiệp dùng chung sáo trang, những này bộ kiện trang bị căn bản là tất cả chức nghiệp thông dụng. Nhìn thấy cái này sáo trang thuộc tính, Lưu Uy, Huyết Lan, Vương Thiến đợi giải Lăng Vân Các Di Chỉ tin tức người, con mắt cũng không khỏi sáng lên, bao quát chiến thần các ma âm ở bên trong, thần sắc đều biểu hiện không đồng dạng, rõ ràng đối với nhiếp hồn sáo trang hiệu quả cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lăng Vân Các Di Chỉ bên trong ngoại trừ một chút bình thường quái vật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là du hồn, 10 phần khó đối phó. Lưu Uy mấy người bọn họ nhìn nhau một cái về sau, liền tự mình cho Thẩm Phàm phát tin tức, ra hiệu Thẩm Phàm đáp ứng, bộ này chứa ở Lăng Vân Các Di Chỉ bên trong tác dụng, so đại đa số hoàng kim trang bị tác dụng còn muốn lớn. Cái này ta có thể đáp ứng hỗ trợ luyện chế, bất quá các ngươi Tử Quỷ quân đoàn dự định như thế nào luyện chế? Thẩm Phàm đạt được Lưu Uy tin tức của bọn hắn về sau liền đối Thiên Lý Túy nói. Bộ này giả bản vẽ tại thu hoạch được về sau, chúng ta vẫn tại thu thập nó tài liệu luyện chế, bình thường vật liệu còn tốt, bất quá ở trong đó có một dạng gọi trấn hồn đồng trân phẩm hạ đẳng đặc thù khoáng thạch quá thưa thớt, trước mắt chúng ta mới thu thập được 156 trang bị cần thiết vật liệu. Thiên Lý Túy cười khổ nói. Có thể đạt tới trân phẩm cấp bậc vật liệu, giá thấp nhất đều muốn tại 5 kim trở lên. Mà đặc thù trấn hồn đồng giá cả cao tới 12 kim một khối, nhiếp hồn sáo trang không có một cái bộ kiện đều cần tiêu hao một khối trấn hồn đồng, lại thêm những tài liệu khác, cộng lại một bộ nhiếp hồn sáo trang liền cần 80 kim tả hữu, ấn hiện tại kim tệ tỷ lệ 1.500, đó chính là 4 vạn khối tiền một bộ vật liệu. Chật chật chật. Các ngươi Tử Quỷ quân đoàn thủ bút thật lớn a, 600 vạn tả hữu đầu tư, không sợ nện ở trong tay sao? Mặc Âm tự hồ cũng biết luyện chế nhiếp hồn sáo trang sử dụng tài liệu giá cả, bất quá nàng nâng lên 150 bộ nhiếp hồn sáo trang vật liệu đại khái giá trị 600 vạn tả hữu lúc, Thẩm Phàm bọn người phần lớn đều bị trấn trụ. Ha ha, chúng ta Tử Quỷ quân đoàn có thể không sánh bằng các ngươi chiến thần các, đây chính là hao tốn chúng ta không ít công hội vận hành tiền bạc. Thiên Lý Túy chỗ Tử Quỷ quân đoàn là thuộc về một đám hứng thú người tương đắc xây dựng, bọn hắn ưa tự do. Bởi vậy cũng không có dẫn vào cái gì tập đoàn bơm tiền, cho nên 600 vạn giá cả đối bọn hắn tới nói, thật đúng là không phải một con số nhỏ. Bất quá nếu là thật muốn cho bọn hắn Tử Quỷ quân đoàn thu hoạch được 80 bộ nhiếp hồn sáo trang, như vậy bọn hắn say rượu quân đoàn liền có thể nhẹ nhõm ghé qua tại Lăng Vân Các Di Chỉ trong ngoài vây khoảng 7/10 địa vực, khi đó bọn hắn liền có thể nhanh chóng tìm kiếm trong đó tài nguyên, bổ về nhiếp hồn sáo trang đầu tư, thậm chí còn có thể có không ít thu hoạch. Thiên Phàm huynh đệ, chúng ta tới trước đó đã thương lượng qua, 156 trang bị vật liệu, chúng ta dự tính sẽ hao tổn rơi 50 bộ tả hữu vật liệu, thành công tạo ra 6 trang hẳn là sẽ có 100 bộ tả hữu. Bất quá lấy huynh đệ đại sư cấp bậc luyện khí thuật, có thể thành công tạo ra có thể sẽ càng nhiều, chúng ta Tử Quỷ quân đoàn liền muốn 80 bộ là được rồi, còn lại mặc kệ số lượng nhiều ít toàn thuộc sở hữu của ngươi, như thế nào? Thiên Lý Túy nói ra Tử Quỷ quân đoàn yêu cầu. Đối với dạng này yêu cầu, Thẩm Phàm cảm giác còn tính là hợp lý, nhưng là hắn còn chưa bắt đầu chế tạo qua trang bị, không biết tỷ lệ thành công này sẽ có bao nhiêu, bởi vậy không có trực tiếp đáp ứng. Thiên Lý đại ca, ngươi cũng biết ta vừa thu hoạch được đại sư cấp luyện khí thuật không lâu, đối luyện khí còn không tính 10 phần hiểu rõ, nếu như cuối cùng tạo ra 6 trang thấp hơn 80 bộ, kia lại nên làm cái gì? Thẩm Phàm nói ra kết quả xấu nhất dự toán ra. Cái này, kỳ thật chúng ta cũng có cân nhắc đến, nếu như tạo ra sáo trang thấp hơn 80 bộ, mặc kệ số lượng nhiều ít, cá nhân ngươi có thể lưu lại 5 bộ, còn lại toàn bộ thuộc sở hữu của chúng ta. Nếu như tạo ra sáo trang thấp hơn 40 bộ, kia đến tiếp sau ngươi đến miễn phí giúp nhóm bổ túc đủ 80 bộ, đương nhiên vật liệu từ chúng ta ra, mà lại mặc kệ như thế nào, bản vẽ tại giao dịch hoàn thành về sau đều thuộc về cá nhân ngươi tất cả. Thiên Lý Túy cuối cùng khóc mặt nói, nếu quả như thật đến tình trạng như vậy, vậy bọn hắn Tử Quỷ quân đoàn sẽ phải thua thiệt chết rồi. Đi. Yêu cầu này ta đáp ứng, bất quá nghĩ đến, ta cũng sẽ không dùng 150 bộ vật liệu chỉ luyện chế ra thấp hơn 46 trang bị. Thẩm Phàm vẫn có chút tự tin, đầu tiên hắn siêu cao may mắn giá trị sẽ đối với luyện chế tỷ lệ sinh ra nhất định tăng lên hiệu quả, ngoài ra còn có Tượng Sư Chi Tâm cùng Ngọc Hồ Thôn Thôn trưởng đưa Hoàng Kim hạ phẩm luyện khí đỉnh. Bách luyện liệt diễm đỉnh hiệu quả tăng thêm. Vậy liền tốt nhất rồi. Nghe được Thẩm Phàm cam đoan, Thiên Lý Túy không khỏi xoa xoa trên trán không biết lúc nào xuất hiện mồ hôi. Ngàn dặm, không biết chúng ta Chiến Thần Các có thể hay không cũng mượn dùng các ngươi một chút Nhiếp Hồn Sáo Trang bản vẽ, chúng ta ra 100 bộ tả hữu vật liệu, từ Thiên Phàm đệ luyện chế được 6 trang, chúng ta chỉ cần 5 thành, còn lại 5 thành về hai người các ngươi phương chia đều. Mặc Âm đột nhiên mở miệng nói ra, trước đó hắn một mực không nói gì, đoán chừng là liên hệ Chiến Thần Các cao tầng thu thập vật liệu đi. Chúng ta Tử Quỷ quân đoàn không quan trọng, cái này ngươi phải hỏi một chút Thiên Phạm huynh đệ đi, dù sao còn phải dựa vào hắn đến luyện chế. Thiên Lý Túy chỉ Thẩm Phàm nói. Nhiếp Hồn Sáo Trang sử dụng yêu cầu thấp nhất là có được cao cấp luyện khí thuật, trước mắt ngoại trừ Thẩm Phàm cái này đại sư cấp luyện khí sư đặc thù tồn tại bên ngoài, Thiên Hoang Thành khu vực còn không có nghe nói qua xuất hiện trung cấp luyện khí sư, cái khác sinh hoạt chức nghiệp cũng giống như vậy, đều là cấp thấp sinh hoạt kỹ năng. Cộng lại 250 bộ vật liệu, đây chính là cái đại công trình a, ta có thể đáp ứng, nhưng là thời gian này khả năng hội trưởng một điểm, bất quá ta sẽ tận lực tại trong vòng 10 ngày xong. 250 bộ Nhiếp Hồn Sáo Trang, hơn 1000 trang bị, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, bất quá cũng may Nhiếp Hồn Sáo Trang luyện chế tương đối mà nói tương đối đơn giản một điểm. Xem ra, ngươi tiếp xuống lại muốn bận bịu không nghỉ. Ngươi chừng nào thì mới chuyển tới? Dạng này ta cùng Thiến tỷ thế nhưng là chờ ngươi. Triệu Thanh Nhan tự mình cho Thẩm Phàm phát tin tức nói. Gấp như vậy muốn ta đi qua ở a, vậy liền ngày mai đi, đợi lát nữa offline ta liền thu thập dưới, ngày mai để Uy ca bọn họ chạy tới giúp đỡ là được rồi, đồ vật không nhiều. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76. Chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 76. Chuẩn bị. Tại Thẩm Phàm cùng Thiên Lý Túy đàm lũng Nhiếp Hồn Sáo Trang sự tình về sau, Chiến Thần Các Mặc Âm mỹ nữ cũng nói ra mục đích của mình, cái này cũng là cùng Lăng Vân Các Di Chỉ có liên quan, một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch Lăng Vân Các Di Chỉ bên trong sát khí ăn mòn tam giai trung phẩm đan dược. Thanh Tâm Đan. Bởi vì Thẩm Phàm cũng muốn luyện chế Nhiếp Hồn Sáo Trang, trong khoảng thời gian này tạm thời không cách nào đem quá nhiều tinh lực phát tại cái khác địa phương bên trên, bởi vậy nàng cũng đồng ý cùng Chiến Thần Các hợp tác, cái này dù sao cũng là có lợi cho bọn hắn tiếp xuống tìm kiếm Lăng Vân Các Di Chỉ, thật lãng phí chút thời gian cũng không quan trọng. Hiện tại xem ra, đón lấy trong khoảng thời gian này, ta cùng Thanh Thanh còn phải có một tay, các ngươi vẫn là riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình trước đi. Tại Thiên Lý Túy cùng Mặc Âm rời đi về sau, Thẩm Phàm bất đắc dĩ đối mọi người nói. Không có việc gì, các ngươi coi như dò xét vì Lăng Vân Các Di Chỉ làm chuẩn bị đi. Thời gian rảnh rỗi có thể đi theo chúng ta đi luyện cày quái, đem đẳng cấp tăng lên một chút. Lưu Uy vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngạch, đối ta chỗ này có một ít trước đó tại Thiên Mệnh Chiến Trường làm được trang bị chiến quyết chiến kỹ, các ngươi nhìn xem có thể tự mình dùng tới được liền cầm lấy. Thẩm Phàm sẽ tại Thiên Mệnh Chiến Trường làm được những cái kia không có bán ra cho hầu như đại công hội vật phẩm đem ra. 4 kiện trang bị, Bạch Ngân thượng phẩm Sĩ Diễm Pháp Bào, Hoàng Kim thượng phẩm Hổ Đầu Tạm Kim Thương, Hoàng Kim hạ phẩm Thương Lân Thuẫn, Hoàng Kim trung phẩm Chân Linh Pháp Trượng, chiến quyết 2 quyển. Ngũ giai thượng phẩm Thiên Cương Chân Nguyên Quyết cùng tứ giai thượng phẩm Mỹ Ảnh Huyễn Thân, mặt khác thì là 3 quyển 3-4 giai phổ thông chiến kỹ, chiến sĩ pháp sư nghề nghiệp đều có. Lúc đầu Thẩm Phàm là cho Lưu Uy, Lưu Phương Lượng cùng Vu Thu ba người chuẩn bị, bây giờ nhiều Thanh Vương, Băng Vương, Quỷ Vương cùng Lưu Uy muội muội Lưu Linh bốn người, lập tức khiến cho không thế nào tốt phân phối, đặc biệt là ngũ giai thượng phẩm Thiên Cương Chân Nguyên Quyết, có thể dùng tới có Lưu Uy, Lưu Phương Lượng cùng kiếm sĩ Thanh Vương. Tại hắn một phen trò chuyện về sau, Lưu Uy cầm Hoàng Kim Thượng Phẩm Hổ Đầu Tạm Kim Thương cùng Thiên Cương Chân Nguyên Quyết, Lưu Phương Lượng muốn kia mặt tắm trắng, mị ảnh huyễn thân, bản này loại chức nghiệp thích khách chiến quyết tự nhiên rơi vào Vu Thu trên thân, mà Băng Vương cùng Quỷ Vương phân biệt cầm pháp trượng cùng bạch ngân áo vải, còn lại kiếm sĩ Thanh Vương cùng Lưu Linh không có bất kỳ vật gì. Trước đó không có cân nhắc toàn diện, lần sau lại cho các ngươi hai bù lại. Thẩm Phàm mang theo một tia ấy nấy đối Thanh Vương cùng Lưu Linh nói. Thiên Phàm đại ca quá khách khí, ta hai cái huynh đệ đã chiếm đủ nhiều tiện nghi. Đúng vậy à, Phàm ca ngươi quá khách khí. Lưu Uy bọn hắn khác biệt Huyết Lan như thế đi theo Thẩm Phàm một cái tân thủ thôn, Lưu Uy cùng Thanh Vương bọn hắn trước mắt Thẩm Phàm tốt nhất trang bị cũng liền một hai kiện bạch ngân trang bị chuẩn bị mà thôi, Lưu Uy tương đối tốt một chút, bởi vì Chung Đình Đình tại Thiên Mệnh Chiến Trường vì hắn làm chút trang bị. Thanh Vương ba người bọn họ mặc dù đều là cao thủ hiếm thấy, nhưng khi đó tại Thiên Mệnh Chiến Trường đoàn thể thời gian chiến tranh, bởi vì đồng đội nguyên nhân, chỉ có Thanh Vương tiến vào đến phía sau cá nhân chiến, bởi vậy cũng làm một chút trang bị cùng chiến kỹ, mặc dù đều là phổ thông, nhưng là cũng so đại đa số người chơi mạnh hơn nhiều, mà bây giờ tự mình hai cái huynh đệ có thể được đến hai kiện cực phẩm trang bị, hắn vẫn là thật cao hứng. Được rồi, còn có một việc ta muốn nói rằng, bây giờ tại nơi này đều là người một nhà, hy vọng các ngươi có thể vì chuyện kế tiếp giữ bí mật, chỉ ít giai đoạn hiện nay không thể tiết lộ một chút xíu tin tức ra ngoài. Nhìn thấy sự tình đều làm cho không sai biệt lắm lúc, Thẩm Phàm ý tứ mọi người im lặng xuống dưới, đồng thời nghiêm túc nói. Các ngươi đều biết, ta dự định tổ kiến một cái thuộc về chính chúng ta đoàn đội, mặc dù bây giờ cái gì cũng còn không có bắt đầu, bất quá có các ngươi tại mới là trọng yếu nhất, mà ta có thể cung cấp chỉ là chúng ta đoàn đội phát triển một cái mấu chốt. Cuối cùng Thẩm Phàm đem Bách Binh Chiến Điển lấy ra ngoài, đem tin tức cùng hưởng cho mọi người ở đây, đám người trong lúc nhất thời đều bị Bách Binh Chiến Điển trấn trụ, cho dù là đã biết đến Lưu Uy, Huyết Lan bọn hắn đều là giống nhau. Truyền kỳ đạo cụ vẫn là hoàn chỉnh tồn tại. Ta không nhìn lầm đi. Quỷ Vương, một cái vô cùng an tĩnh gia hỏa, lúc này đều cả kinh mở miệng kêu lên. Chật chật chật. Trước đó nghe lão nhị nói đã cảm thấy quá trâu, hiện tại tự mình nhìn thấy, mới phát hiện càng thêm trâu rồi. Lưu Phương Lượng nhìn xem Bách Binh Chiến Điển đều nhanh chảy nước miếng. Phàm ca ngươi chừng nào thì đưa nó bổ tồn, trước đó ta phát hiện Bách Binh Chiến Quyết tăng lên gấp đôi, coi là kia là tu luyện nhân số gia tăng tạo thành. Vương Tử sợ hãi thán phục hỏi Thẩm Phàm. Ta bắt đầu cũng cho rằng như thế. Huyết Lan đối với cái này cũng gật đầu nói. Ha ha, vận khí tương đối tốt, tại Thiên Mệnh Chiến Trường bên trong, một cái đặc biệt lợi hại NPC giúp ta bổ tồn. Tốt, chuyển chức học được chức nghiệp chiến quyết về sau, các ngươi thuộc tính cơ sở cũng đều là đạt tới yêu cầu, hiện tại ta chỉ định các ngươi tu luyện tầng thứ nhất đi. Ngoại trừ Huyết Lan, Triệu Thanh Nhan, Tảng Đá, Vương Tử bốn người bên ngoài, những người còn lại đều tại Thẩm Phàm chỉ định tiếp theo một tu luyện tầng thứ nhất, cuối cùng Bách Binh Chiến Quyết. Tầng thứ nhất tu luyện nhân số gia tăng đến 15 người, Thẩm Phàm tất cả thuộc tính cơ sở lại tăng lên 50 điểm. Truyền kỳ đạo cụ chính là không giống, ngoại trừ tự thân gia tăng 300 điểm tất cả thuộc tính cơ sở bên ngoài, đường tu luyện Bách Binh Chiến Quyết, nhân số gia tăng đến 100 người lúc, lại đem cho Thẩm Phàm mang đến 500 điểm tất cả thuộc tính cơ sở, nhưng là Bách Binh Chiến Điển bản này truyền kỳ thư tịch cho Thẩm Phàm gia tăng thuộc tính liền có thể đạt tới 800 điểm rồi. Bách Binh Chiến Quyết tầng thứ nhất. Tất cả thuộc tính cơ sở gia tăng 50 điểm, công kích hạng gia tăng 10%, phòng ngự hạng mức cao nhất gia tăng 10%, HP hạng mức cao nhất gia tăng 10%, trước mắt kinh nghiệm không, 1 triệu, kinh nghiệm không đủ, không thể tu luyện tầng thứ hai. Tại mọi người tu luyện Bách Binh Chiến Quyết, về sau, lần tụ hội này cũng liền kết thúc, mọi người đều mang vui sướng tán đi, bất quá tại bọn hắn trước khi rời đi, Thẩm Phàm kêu Lưu Uy bọn hắn ngày mai rút cái thời gian đến giúp tự mình chuyển một chút nhà. Mà cuối cùng còn lại Thẩm Phàm cùng Vương Thiến, Triệu Thanh Nhan hai nữ lúc, Thẩm Phàm đem bộ kia cực phẩm pháp sư sáo trang Nguyệt Diệu sáo trang, ngụy, lấy ra ngoài, giao cho Vương Thiến trong tay. Thiến tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thích. Hoàng kim sáo trang. Tiểu Phàm ngươi ở đâu lấy được? Vương Thiến nhìn xem trong tay sáo trang, cả kinh miệng nhỏ đỏ hồng trương nửa ngày mới hỏi. Wow! Trọn bộ hoàng kim trang bị. Thiến tỷ, ta có chút hâm mộ ngươi. Triệu Thanh Nhan nhìn xem Nguyệt Diệu sáo trang nói. Nguyệt Diệu sáo trang trọn bộ vì màu xanh nhạt, chế tác cực kỳ tinh mỹ, trọn bộ trang bị lúc còn có bổ sung lấy một chút đặc hiệu, như là từng vòng trăng khuyết ở bên người hiển hiện, mặc dù so ra kém thiên mệnh chiến trường bên trong xuất hiện thời trang đặc hiệu hoa lệ, nhưng là cũng là 10 phần có đặc sắc. Nha, ta còn hâm mộ Tiểu Phàm chuẩn bị cho ngươi thất giai chiến quyết, còn bởi vậy đạt được đặc thù chức nghiệp. Thiến tỷ. Nói đùa mà. Triệu Thanh Nhan ôm Vương Thiến tay nũng nịu đi lên. Bộ này pháp sư nghề nghiệp Nguyệt Diệu sáo trang, là ta tại thiên mệnh chiến trường bên trong lấy được giá trị lớn nhất đồ vật một trong, Thanh Thanh quyển kia nghệ xạ cửu nhật, cũng thế, bất quá Thanh Thanh đạt được đặc thù chức nghiệp lại là cái ngoài ý muốn. Thẩm Phàm giải thích nói. Biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Phàm. Chúng ta offline, đợi lát nữa ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn ngon, Thanh Nhan đi đón ngươi. Trừ ăn cơm ra, ăn hai người các ngươi có thể chứ? Ngươi muốn đến đẹp. Cuối cùng Thẩm Phàm tại Vương Thiến trong biệt thự, bồi tiếp hai nữ ăn một bữa ấm áp hạnh phúc bữa tối, còn có kia không thiếu được một phen thân mật. Thẩm Phàm vốn định giữ xuống tới qua đêm, bất quá lại bị Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan lấy thu dọn đồ đạc dọn nhà lý do cho đuổi đến trở về. Mà tại Thẩm Phàm rời đi về sau, hai nữ mặc gợi cảm vô cùng áo tắm, tại biệt thự trong phòng trong bể bơi như là hai đầu mỹ nhân ngư du ngoạn. Thanh Nhan, ngày mai tên kia liền chuyển tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Ngươi cứ nói đi. Thiến tỷ, ngươi đây là nghĩ cái kia. Đi đi đi. Đừng nói với ta ngươi không nghĩ, nhìn xem bộ dáng kia. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77. Luyện khí. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 77. Luyện khí. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lưu Uy, Lưu Phương Lượng, Vu Thu ba người máy ảnh đuổi tới Thẩm Phàm nơi ở, hỗ trợ cái Thẩm Phàm đồ vật đem đến Vương Thiến biệt thự. Đồ vật không tính rất nhiều, ngoại trừ chính Thẩm Phàm một chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài, chính là phụ mẫu lưu lại di vật, một chút thư tịch loại hình đồ vật. Kỳ thật Thẩm Phàm quê quán Nghi Thành còn có cái tổ trạch, phụ mẫu sau khi qua đời, rất nhiều thứ liền được đưa về chỗ kia tổ trạch. Kia tổ trạch có chút cổ lão cùng thần bí, từ nhỏ phụ mẫu cũng rất ít mang tự mình trở về, đồng thời khuyên bảo tự mình không đến lúc cần thiết, cũng không cần tiến về tổ trạch, cái này khiến Thẩm Phàm có chút hiếu kỳ. Tất cả mọi thứ bên trong liền một cái máy chơi game khá là phiền toái, cuối cùng Lưu Uy mượn tới một cỗ không gian tương đối lớn cỡ nhỏ xe hàng mới giải quyết hết vận chuyển phiền phức, tận tới lúc giữa trưa khắc, bọn hắn mới đem đồ vật đều chuyển xong, mà lúc đầu chỗ ở, Thẩm Phàm không có lui đi, bởi vì Lưu Phương Lượng cùng Vu Thu hai người dự định tại kia vào ở. Cuối cùng Thẩm Phàm tại Lưu Uy ba người vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong vào ở Vương Thiến biệt thự. Thẩm Phàm tại Vương Thiến, Triệu Thanh Nhan bên cạnh tuyển một cái phòng, bất quá đây đều là hình thức bên trên tuyển hạ mà thôi, về phần sau đó không lâu, Thẩm Phàm còn ở đó hay không gian phòng này ngủ liền khó nói. Chuyển xong đồ vật về sau, Vương Thiến lưu lại Lưu Uy bọn hắn tại trong biệt thự ăn một bữa cơm trưa, kia là Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan trước kia liền bắt đầu chuẩn bị, không thể không nói Vương Thiến trù nghệ vẫn là rất tốt, làm món ăn hương vị đều đủ, ăn đến Vu Thu tiểu tử kia khen không dứt miệng. Vậy chúng ta liền đi trước, đợi lát nữa còn phải giúp bọn hắn hai cái kéo cày đến Tiểu Phàm nguyên lai nơi đó. Cơm trưa sau Lưu Uy bọn hắn liền chuẩn bị rời đi, Lưu Uy cái này làm lão đại, cũng là đầy nghĩa khí, vẫn luôn là đang giúp tự mình ba cái huynh đệ bận trước bận sau. Được, bất quá thật không cần ta đi hỗ trợ sao? Thẩm Phàm hỏi. Không cần, ngươi giữ lại hảo hảo bồi hai vị tẩu tử đi. Chúng ta đồ vật không nhiều, một chuyến liền làm xong. Lưu Phương Lượng khoát tay nói. Tốt à, vậy các ngươi đi thông thả. Thẩm Phàm gặp này cũng không hỏi thêm nữa. Có rảnh nhiều tới đây chơi. Vương Thiến cũng là vừa cười vừa nói. Được rồi, tẩu tử làm đồ ăn ăn ngon như vậy, về sau nói không chừng sẽ bồi thường cho ăn trực a. Vu Thu vỗ Thẩm Phàm bả vai nói, cuối cùng còn tại Thẩm Phàm bên tai nhỏ giọng nói ra. Lão nhị, Lúc này ngươi nhưng thoải mái á, hai cái như vậy cực phẩm mỹ nữ ngày đêm làm bạn. Cút đi. Thẩm Phàm cho Vu Thu một cước, Vu Thu mới hùng hùng hổ hổ đi theo Lưu Uy lái xe rời đi. Tốt, về sau chúng ta liền trải qua thế giới ba người. Đưa mắt nhìn Lưu Uy bọn hắn rời đi về sau, Thẩm Phàm liền ôm Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan eo nhỏ, đem hai nữ kéo vào trong ngực ôm, đồng thời hướng về Triệu Thanh Nhan miệng nhỏ hôn tới. Triệu Thanh Nhan giãy dụ một lúc sau, liền bỏ mặt Thẩm Phàm đối với mình hôn nồng nhiệt. Đồng thời Thẩm Phàm nguyên bản ôm Vương Thiến tay phải, cũng trượt đến Vương Thiến mượt mà đầy đặn trên cặp mông, cách váy nắng bóp, làm cho Vương Thiến gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, chờ một hồi, Vương Thiến mới mở miệng nói ra. Tiểu sắc quỷ, đi à, vào nhà trước đi. Tốt. Thẩm Phàm buông ra Triệu Thanh Nhan rồi nói ra, bất quá Thẩm Phàm tay vẫn như cũ là dừng lại tại Vương Thiến trên cặp mông, cứ như vậy đi vào phòng bên trong. Bởi vì có người ngoài đến, cho nên hôm nay Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan đều mặc tương đối bảo thủ, đều là một thân nhã ở liên y váy dài, đi vào trong phòng về sau, hai người đều biểu thị muốn đi thay quần áo, Thẩm Phàm đối với cái này khẳng định là không ý kiến, bởi vì Vương Thiến các nàng trước mắt mặt còn có chút không tiện hắn chiếm tiện nghi. Cuối cùng Thẩm Phàm lôi kéo hai nữ ở trên ghế salon tiến hành một phen hôn nồng nhiệt, đồng thời hai tay một mực càng không ngừng tại hai nữ trên thân từng cái bộ vị du tẩu, làm cho Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan một mực thở gấp không thôi, mà Thẩm Phàm tức thì bị kích thích lửa nóng vô cùng, nhiều lần muốn làm tiến thêm một bước hành động, bất quá đều bị hai nữ cự tuyệt, lý do là hiện tại là ban ngày. Phàm, chờ chào buổi tối không tốt. Chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại hiện tại vẫn là ban ngày. Triệu Thanh Nhan gương mặt xinh đẹp giống đỏ thấu quả táo, bị Thẩm Phàm làm cho không ngừng thở. Đúng à, Tiểu Phàm, trước nhìn xuống. Bên trên Vương Thiến cũng là cùng Triệu Thanh Nhan không sai biệt lắm, mà lại càng thêm lộn xộn một chút, bởi vì Thẩm Phàm hai tay một mực hướng nàng kia như ma quỷ thân thể mềm mại bên trên kêu gọi, thỉnh thoảng cắn tự mình môi đỏ, tự hồ cũng bị Thẩm Phàm kích thích sắp không nhịn nổi. Tốt à, các ngươi nói à, ban đêm cũng không thể lại tìm nguyên nhân khác. Thẩm Phàm đè ép trên thân tăng vọt dục hỏa, dùng sức tại Vương Thiến cao ngất trên ngọc phong bóp một cái nói. Nghẹn khó chịu vô cùng Thẩm Phàm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa về đến phòng tẩy cái nước lạnh mặt sau liền tiến vào thần hoang bên trong, bắt đầu đem tinh lực phát tại luyện khí bên trong. Ngay từ đầu Thẩm Phàm không có trực tiếp luyện chế Nhiếp Hồn Sáo Trang, bởi vì Nhiếp Hồn Sáo Trang vật liệu đắt đỏ thưa thớt, một khi lãng phí liền sẽ thiếu một bộ Nhiếp Hồn Sáo Trang. Thẩm Phàm tại Vọng Phong Thành bên trong một chút người chơi quầy hàng bên trong tìm 4 tờ hắc thiết thanh đồng cấp bậc trang bị bản vẽ, ngoại trừ một trương cực kỳ hiếm thấy trang sức vòng tay bản vẽ bên ngoài đều là tương đối bình thường trang bị bản vẽ, nhưng là bản vẽ giá cả lại cực kỳ cao. Thẩm Phàm trong tay tiền trò chơi chỉ có trước đó nhiệm vụ có được tầm 10 mai kim tệ, căn bản không đủ, cuối cùng offline chuyển khoản thanh toán xong hơn 6 vạn khối tiền mới làm xong. Đinh, hệ thống. Luyện chế thất bại, hao tổn thượng đẳng tinh thiết 1 phần, luyện khí thuật độ thuần thục bị không. Đinh, hệ thống. Luyện chế thành công, thu hoạch được hắc thiết hạ phẩm tinh chế trường kiếm 1 thanh, luyện khí thuật độ thuần thục bị 1. Đinh, hệ thống. Luyện chế thành công, quá trình luyện chế phát sinh một điểm biến dị, thu hoạch được hắc thiết trung phẩm tinh chế trường kiếm 1 thanh, luyện khí thuật độ thuần thục bị 1. Đinh, hệ thống. Luyện chế thất bại, hao tổn thượng đẳng tinh thiết 1 phần. Cái này hắc thiết trang bị cũng rất dễ dàng luyện chế. Thẩm Phàm tại Vọng Phong Thành bên trong bỏ ra 1 kim 50 ngân thuê một gian luyện khí thất 3 giờ thời gian, trước mắt Thẩm Phàm muốn nhờ luyện khí thất đặc thù hỏa diễm mới có thể luyện chế trang bị. Học được một chương hắc thiết hạ phẩm trường kiếm trang bị bản vẽ sau liền bắt đầu thử tay nghề luyện chế, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vậy sẽ không rõ lắm quá trình thất bại hơn 10 lần bên ngoài, phía sau cơ bản đều có thể luyện chế thành công, thậm chí còn có thể luyện chế ra một chút hắc thiết trung phẩm trường kiếm. Sau đó Thẩm Phàm lại lần lượt học được hắc thiết thượng phẩm vằn đen giáp nhẹ bản vẽ, thanh đồng hạ phẩm nguyệt hoa vòng tay bản vẽ, thanh đồng trung phẩm huyền thiết ngự chấn thuẫn, 3 tấm đẳng cấp hơi cao bản vẽ, trong đó kia 2 tấm thanh đồng bản vẽ mua sắm lúc liền xài Thẩm Phàm hơn 5 vạn khối tiền, bất quá nếu là luyện chế ra đối ứng trang bị, giá cả kia cũng là không thấp, một cái là vốn là vô cùng thưa thớt trang sức trang bị, một cái khác thì là nhu cầu cực lớn tấm trắng. Trang bị nguyệt hoa vòng tay, thanh đồng hạ phẩm. Cấp 10 vòng tay loại trí lực từ 20, tinh lực từ 15, thể chất từ 15, trúng đích 15 hiệu quả. Ánh trăng chiếu rọi, chủ động kích phát sau nhưng khôi phục tự thân 500 điểm HP, hồi chiêu 30 phút. Huyền thiết ngự chấn thuẫn, thanh đồng trung phẩm. Cấp 10 tấm chắn loại phòng ngự 390, thể chất 30, hộ giáp 180 hiệu quả. Ngự chấn, bị động kích phát sau giảm thụ 30% vật lý tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ sinh ra phản tổn thương hiệu quả. Hắc thiết trang bị chuẩn bị luyện chế thành công suất tại 90% trở lên, mà cái này thanh đồng trang bị chuẩn bị xác suất thành công lại hạ xuống 75% tả hữu, chênh lệch này có chút lớn a, bất quá cái này hai kiện trang bị thuộc tính tại thanh đồng cấp bậc vẫn là tính được là nhỏ cực phẩm, đặc biệt là cái này vòng tay, bất quá chỉ là luyện chế quá phiền toái, mà lại cần vật liệu nguyệt hoa thạch quá mắc điểm, bằng không thì cũng có thể kiếm được tiền không ít tiền. Thẩm Phàm thử một lần về sau, phát hiện chế tạo trang bị cũng không có trong dự đoán đơn giản như vậy, trước đó tiếp nhận Thiên Lý Túy Bạch Ngân Sáo Trang chế tạo nhiệm vụ, trước mắt xem ra kết quả sẽ không như vậy lý tưởng. Trước luyện nhiều một chút tay trước đi, thao tác vẫn có chút lạnh nhạt. Thẩm Phàm trầm tư hồi lâu sau lại tiếp tục bắt đầu luyện chế. Thanh đồng cấp bậc trở lên trang bị luyện chế có chút đặc thù, hắc thiết trang bị chuẩn bị cơ bản dựa theo bản vẽ quá trình chế tạo thành hình liền xong việc, mà thanh đồng trang bị chuẩn bị bắt đầu, mỗi một trang bị đều sẽ có tự mình đặc tính hiệu quả, cái này cùng trong đó chế tạo quá trình vật liệu cùng khắc họa phù văn có quan hệ, tại trang bị thành hình trước đó nhất định phải đem đối ứng phù văn dung hợp ở trong đó, kia mới có thể luyện chế thành công, nếu không luyện chế ra tới trang bị cũng chỉ có hình mà không thần. Dung hợp phù văn là luyện chế thanh đồng cấp bậc trở lên trang bị bên trong mấu chốt nhất khó khăn nhất trình tự một trong. Thẩm Phàm tại luyện chế nguyệt hoa vòng tay cùng huyền thiết ngự chấn thuẫn thất bại lúc, phần lớn đều là tại dung hợp phù văn trong quá trình này xảy ra vấn đề tạo thành. Một buổi chiều, Thẩm Phàm hoàn toàn đầu nhập vào luyện chế trang bị bên trong, đằng sau Thẩm Phàm lại thêm vào thời gian 2 tiếng, tận tới đêm khuya hơn 7 điểm, hướng phía trước phát tới tin tức để hắn offline lúc ăn cơm, Thẩm Phàm mới ngừng lại được. Liên tục hơn 5 giờ luyện chế, Thẩm Phàm cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít thủ pháp luyện chế liền đã thuần thục rất nhiều, mặc dù dung hợp phù văn bên trên vẫn là không quá thông thuận, nhưng là luyện chế thanh đồng vòng tay cùng tấm chắn xác suất thành công, trên cơ bản có thể khống chế tại 85% trở lên. Mặt khác luyện chế ra đến thanh đồng cấp bậc tinh chế trường kiếm cùng vàng đen giáp nhẹ số lượng đều nhiều đến 50 kiện trở lên, mà nguyệt hoa vòng tay cũng có 9 cái, huyền thiết ngự chấn thuẫn 13 mặt. Trước thanh lý mất những trang bị này trước, quá dành chỗ đưa. Thẩm Phàm nhìn xem tự mình không gian ba lô tràn đầy một đống trang bị, không khỏi nhíu mày. Sau đó Thẩm Phàm đi vào Vọng Phong Thành Đông một cái giao dịch điểm tụ tập xin một cái quầy hàng, giao dịch này điểm tụ tập là từ NPC xây dựng, về sau người chơi lần lượt đi vào Vọng Phong Thành về sau, cũng chậm cái giao dịch điểm định ở chỗ này, một là thuận tiện mua sắm một chút NPC trên tay vật phẩm, hai là thuận tiện tham khảo NPC trên tay đồng loại trang bị giá cả. Xử lý hàng ồn kho. Cấp 10 hắc thiết hạ phẩm trường kiếm 10 ngân tệ một thanh, trung phẩm 20 ngân, cấp 10 hắc thiết thượng phẩm giáp nhẹ 40 ngân một kiện. Lệnh ra ngoài bán cực phẩm thanh đồng trung phẩm tấm chắn huyền thiết ngự chấn thuẫn, hy hữu trang sức thanh đồng hạ phẩm nguyệt hoa vòng tay, tấm chắn 6 kim một mặt, vòng tay 8 kim một cái, số lượng có hạn. Tới trước được trước lặt. Thẩm Phàm chỉnh lý tốt quầy hàng về sau, liền đứng lên trống lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn số lớn người chơi tiến lên vây xem. Ta dựa vào. Dễ dàng như vậy hắc thiết trang bị, so NPC bán ra tiện nghi nhiều gấp đôi. Ta muốn hết. Tránh ra. Trước cho ta đến một thanh trường kiếm cùng một kiện giáp nhẹ trước. Đại gia. Vòng tay cùng tấm chắn đều là cực phẩm A, không đủ tiền A. Ha ha ha. Rốt cục mua được một mặt cực phẩm tấm chắn, so trước đó coi trọng kia dưới mặt phẩm tấm chắn tốt hơn nhiều, giá cả ngược lại tiện nghi 2 kim. Xoa. Tay người nào nhanh như vậy, chuyển cái thân cùng bằng hữu mượn cái tiền vòng tay liền bán xong, có cái kia mua vòng tay bằng hữu nguyện ý chuyển nhượng một cái không? Thêm ra 2 kim mua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78. Cầm xuống. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 78. Cầm xuống, chà chà. Cái này cao cấp sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, thật đúng là đủ kiếm tiền. Mấy chục lần lợi nhuận A. Thẩm Phàm nhìn xem trong nháy mắt bị cướp trống không trang bị, cùng tới trong tay 177 mai kim tệ, không khỏi cảm thán, cứ như vậy đến trưa thời gian luyện chế trang bị, liền bán ra 177 mai kim tệ, ấn hiện tại giá thị trường đó chính là 8 vạn nhiều khối tiền, ngoại trừ mua sắm bản vẽ cùng vật liệu sử dụng tiền, Thẩm Phàm còn kiếm lời mấy ngàn khối tiền. Bất quá Thẩm Phàm không nghĩ tới một điểm là, trước mắt có cái kia sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp có hắn nhiều như vậy cố ý tăng thêm, may mắn, tượng sư chi tâm kinh khủng tăng thêm cũng không là bình thường trang bị có thể so với được. Mà lại muốn từ sơ cấp sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tăng lên tới đại sư cấp, cái kia còn đến đầu nhập nhiều ít mới có thể thăng, không có đại công hội ủng hộ, người chơi tự do dựa vào mình, không có cái một năm nửa năm thời gian vất vả cố gắng, kia căn bản là không thể nào. Sau đó Thẩm Phàm liền thối lui ra khỏi thần hoang, chuẩn bị hưởng thụ Vương Thiến chuẩn bị phong phú bữa tối, bất quá nhìn thấy Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan hai người một đen một trắng nửa thấu thì váy xa, váy chỉ là vừa mới tốt che khuất cái mông của bọn hắn, mà lại đang đi lại lúc còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy dưới váy vô hạn xuân quang, Thẩm Phàm lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Một tay lấy nhích lại gần mình Triệu Thanh Nhan kéo vào trong ngực của mình, ông quá chặt chẽ, nhìn xem kia dung nhan tuyệt thế, Thẩm Phàm không khỏi say mê đi lên. Bại hoại. Ăn cơm trước. Triệu Thanh Nhan ngón tay ngọc tại Thẩm Phàm bên hông nhéo một cái nói. Thanh Thanh, ngươi cùng Thiến tỷ đều thật đẹp a. À. Thẩm Phàm nhìn không được tại Triệu Thanh Nhan gương mặt bên trên hôn một cái. Còn không buông tay, đồ ăn còn chưa lên xong đâu. Triệu Thanh Nhan gắt giọng. Hắc hắc. Ta cũng tới hỗ trợ. Bữa tối rất nhanh liền tiến hành tiếp, Vương Thiến đêm nay tựa hồ cố ý làm rất nhiều đồ ăn, vì Thẩm Phàm vào ở làm hoan nghênh, đối với cái này Thẩm Phàm cảm động vô cùng, cảm ơn Vương Thiến, đồng thời ăn cơm trong lúc đó cũng không thành thật Thẩm Phàm, không ngừng tại hai nữ trên thân chiếm tiện nghi, khiến cho hai nữ đối với hắn kiều mắng không thôi. Kết thúc bữa tối lúc, Thẩm Phàm vẫn tại hướng về hai nữ đánh các loại chủ ý xấu, bởi vì hắn đêm nay cũng sẽ không lại nhẫn, Vương Thiến nhìn thấy một mặt xấu xa Thẩm Phàm, không lại đi tới tại cái hông của hắn dùng sức nhéo một cái. Tiểu sát quỷ, đêm nay ngươi chỉ có thể bồi tiếp Thanh Nhan một người. Không thể đồng thủ với ta. Vương Thiến quăng vào Thẩm Phàm trong ngực, ông Thẩm Phàm cổ nói. Vì cái gì? Thẩm Phàm thế nhưng là nghĩ đến cùng một chỗ cái Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan cho ăn. Ngươi ngốc nha. Đây là Thanh Nhan lần thứ nhất, ngươi khẳng định phải hảo hảo đối đãi. Ngoan á. Vương Thiến trợn nhìn Thẩm Phàm một chút, đồng thời môi đỏ dán vào, cho Thẩm Phàm một cái ẩm ướt hôn mới đưa mở Thẩm Phàm, trở lại gian phòng của mình đi. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại một mặt cười xấu xa Thẩm Phàm, cùng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Triệu Thanh Nhan, nhìn trước mắt tiên tử người, Thẩm Phàm cũng nhìn không được nữa, một tay lấy Triệu Thanh Nhan ôm ngang. Chúng ta trở về phòng đi. Thẩm Phàm thâm tình hôn một chút Triệu Thanh Nhan về sau nói. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Phàm đem Triệu Thanh Nhan phóng tới trên giường về sau, tự mình cũng đè lên, ông Triệu Thanh Nhan, hôn miệng nhỏ của nàng, đồng thời Thẩm Phàm tay bắt đầu trên người Triệu Thanh Nhan vừa đi vừa về du tẩu, đồng thời chậm rãi một chút xíu đem tự mình cùng Triệu Thanh Nhan quần áo trên người cởi xuống, thẳng đến trước mắt hiện ra Triệu Thanh Nhan kia như ngọc thân thể mềm mại, linh lung nổi bật, có lồi có lõm, từng tấc một đều là hoàn mỹ vô khuyết. Thanh Thanh, ngươi thật giống như tiên tử đẹp. Bất quá ngươi về sau cũng chỉ thuộc về ta một người. Triệu Thanh Nhan thẹn thùng vô cùng, đồng thời lại có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Cuối cùng hai người đâm trách tầng kia cách trở, tại Triệu Thanh Nhan một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, hai người hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Gian phòng bên trong xuân quang vô hạn, làm cho người ý nghĩ kỳ quái tiếng thở dốc, tiếng va đập không ngừng truyền ra, kéo dài chừng 1 giờ mới kết thúc. Cuối cùng Triệu Thanh Nhan mềm nhũn địa nằm tại Thẩm Phàm trong ngực, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, lúc này còn tại chậm rãi thở hào hển. Thẩm Phàm đau lòng ở trên trán của nàng hôn lấy một chút, đưa nàng ôm chặt hơn nữa. Bại hoại. Xấu lắm, không có chút nào thương yêu người ta, như vậy dùng sức. Hồi lâu sau, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Triệu Thanh Nhan tựa hồ mới bớt đau tới. Tốt tốt tốt. Lỗi của ta, vất vả ngươi, Thanh Thanh lão bà. Thẩm Phàm nhẹ vỗ về Triệu Thanh Nhan xinh đẹp lưng nói. Toàn thân đều là mồ hôi, ông ta đi phòng tắm, ta muốn tắm. Cuối cùng Triệu Thanh Nhan vô lực ghé vào Thẩm Phàm trên ngực nói. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ. Nghe được cái này Thẩm Phàm lập tức lại biến hưng phấn. À, mới không muốn, chính ta tẩy, ngươi chỉnh đốn xuống ga giường. Hoặc là đi tìm Thiến tỷ cũng được. Cảm ứng được Thẩm Phàm cái nào đó bộ vị lại bắt đầu phản ứng, Triệu Thanh Nhan lập tức gắt giọng. Cuối cùng Thẩm Phàm cho Triệu Thanh Nhan điều nóng quá nước sau, đưa nàng ôm vào trong bồn tắm, mà Thẩm Phàm thì đem tắm kia mang theo một vòng đỏ bừng ga giường thu vào. Bất quá khi nhìn đến trong phòng tắm kia nổi bật thân thể mềm mại lúc, Thẩm Phàm cuối cùng không nhịn được xông vào, Triệu Thanh Nhan ngăn cản không được, thế là hai người trong bồn tắm vừa giận nóng cuốn dao cùng một chỗ, mãnh liệt va chạm khiến cho trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi. Mà ở bên cạnh gian phòng Vương Thiến, lúc này sắc mặt cũng là đỏ rực, nghe được sát vách truyền ra không hề cố kỵ thanh âm, Vương Thiến không khỏi thấp giọng giận mắng lên. Hai người này lại tới, cũng không biết che lấp lại. Nghe được lòng ngứa ngáy Vương Thiến, đêm nay nhất định là khó mà ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm Thẩm Phàm khi tỉnh lại, phát hiện Triệu Thanh Nhan còn tại dựa vào tự mình đang ngủ say, bất quá nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Thẩm Phàm không khỏi thương yêu hôn một cái Triệu Thanh Nhan, nhẹ nhàng đem ông mình ngọc thủ dời về sau, đắp chăn cho nàng mới không lấy một kiện áo ngủ rời phòng. Thời gian hơn 8 giờ, Vương Thiến tự hồ cũng mới không lâu, lúc này ngay tại làm lấy bữa sáng, vẫn như cũ là kia một thân hắc sa váy ngắn, nổi bật đầy đặn thân thể mềm mại đi lại ở giữa hiển lộ lấy vô cùng mê người xuân quang. Tối hôm qua cùng Triệu Thanh Nhan vẫn chưa thỏa mãn Thẩm Phàm lập tức giống nhìn thấy con mồi mới, đi tới một thanh từ Vương Thiến phía sau ông nàng, đồng thời cúi đầu hôn Vương Thiến mặt. Làm sao sớm như vậy liền dậy, không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Phát hiện là Thẩm Phàm về sau, Vương Thiến cũng quay đầu đáp lại Thẩm Phàm hôn nồng nhiệt, đồng thời cảm ứng được tự mình bờ mông bị nào đó lửa nóng đồ vật đỉnh lấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thẹn thùng. Nhớ ngươi, cho nên liền dậy sớm một chút. Thẩm Phàm một bên cọ lấy Vương Thiến thân thể mềm mại, một bên hôn nàng. Sáng sớm mới vừa dậy hai người, tinh lực tựa hồ cũng 10 phần tràn đầy, cái này tiếp xúc lập tức tự như củi khô gặp gỡ liệt hỏa, triệt để bốc cháy lên, mà Vương Thiến tựa hồ nhận tối hôm qua kích thích không chỉ có phối hợp với Thẩm Phàm động tác, càng là chủ động nghênh hợp Thẩm Phàm. Tiểu Phàm, muốn ta. Một phen khích lệ thân mật về sau, Vương Thiến tựa hồ cũng nhịn không được nữa, chủ động hướng về Thẩm Phàm phát ra thỉnh cầu. Tốt. Thẩm Phàm không có đem Vương Thiến quay tới, vẫn như cũ là hướng về phía Vương Thiến phần lưng, đơn giản thanh lý quần vật về sau liền trực tiếp xông vào Vương Thiến thân thể, Thẩm Phàm mãnh liệt trùng kích vào, Vương Thiến ngược lại trên bàn. Hai người đều là 10 phần lửa nóng điên cuồng, chủ động nghênh hợp đối phương, trong đại sảnh mỗi một cái địa phương, không ngừng mà biến đổi các loại tư thế. Thiến tỷ, ngươi thật tốt. Tiểu sắc quỷ. Ngươi tinh lực quá thịnh, xem ra tối hôm qua Thanh Nhan không thỏa mãn được ngươi a. Triệu Thanh Nhan dù sao cũng là lần thứ nhất, chịu không được Thẩm Phàm quá lớn giày vò, bất quá Vương Thiến liền khác biệt, bởi vậy cùng Thẩm Phàm liên tục giày vò 2 lần, kéo dài tiếp cận 2 giờ, Thẩm Phàm mới vừa lòng thỏa ý, mà Vương Thiến lúc này thì là vô lực nằm trên ghế salon bất động. Đó là các ngươi lão công lợi hại. Thẩm Phàm đắc ý tại Vương Thiến phong nguyên mượt mà trên cặp mông sờ soạn một cái. Ngươi liền sắc đi. Mời hẳn là tỉnh lại, ngươi đi xem một chút đi, ta cái bữa sáng làm xong. Quả nhiên, Triệu Thanh Nhan thật sớm liền tỉnh lại, bất quá phát hiện Thẩm Phàm cùng Vương Thiến tại cái kia, liền không có ý tứ ra. Hai người ăn sáng xong sau đã là hơn 10 giờ, Thẩm Phàm không có tiến vào thần hoang, mà là ông hai vị đại mỹ nữ bồi nói chuyện phím tâm sự, cùng không thiếu được thân mật. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79. Kinh người tin tức. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 79. Kinh người tin tức. Ở sau đó mấy ngày này, Thẩm Phàm thời gian trôi qua rất phong phú, ngoại trừ bồi tiếp Triệu Thanh Nhan cùng Vương Thiến hai nữ, thời gian còn lại đại đa số đều đầu nhập tại luyện chế Nhiếp Hồn Sáo Trang bên trên, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Lưu Uy bọn hắn ra ngoài luyện hạ kinh nghiệm, hoặc là tiến về Vọng Phong Thành thư viện tìm kiếm tìm đọc cùng khu tinh sư tài liệu tương quan. Hô! Theo tình huống trước mắt nhìn, ngày mai thì có thể đem tất cả vật liệu luyện chế xong. Thẳng đến ngày thứ 8, Thiên Lý Túy cùng Mặc Âm đưa tới Nhiếp Hồn Sáo Trang vật liệu, trước mắt đã còn thừa không nhiều lắm, còn lại chủ yếu chính là giày cùng găng tay 2 cái bộ kiện tài liệu. Bởi vì 2 cái này bộ kiện vật liệu cũng không tất cả đều là khoáng thạch kim loại chế tạo, tài liệu chủ yếu là một loại tính bền dẻo cực mạnh da thú, cần đem 1 trấn hồn đồng cùng một chút phụ trợ khoáng thạch hòa tan dung hợp tiến da thú bên trong, cũng tan vào tương ứng phù văn mới có thể chế tạo xong, gia thú điểm nóng chảy tương đối thấp, cho nên phải nghiêm khắc khống chế khoáng vật nhiệt độ, không phải cực kỳ dễ dàng thiêu hủy gia thú, bởi vậy luyện chế cực kỳ phiền phức, tỷ lệ thất bại cũng là cao nhất. Hai đại công hội tổng cộng 250 bộ nhiếp hồn sáo trang vật liệu, trước mắt Thẩm Phàm đã tạo ra trọn bộ nhiếp hồn sáo trang đã có 150 chụp vào, còn lại thiếu khuyết giày găng tay bộ kiện cũng có hơn 40 bộ, chờ Thẩm Phàm đem tất cả vật liệu sau khi luyện chế hoàn tất, nhiếp hồn sáo trang hẳn là tiếp cận 200 bộ tả hữu. 80% xác suất thành công, Tử Quỷ quân đoàn tổn hao 30 bộ vật liệu, Chiến Thần Các hao tổn 20 bộ vật liệu, dựa theo ước định cẩn thận, ta có thể từ Tử Quỷ quân đoàn nhiếp hồn sáo trang rút ra 40 bộ, từ Chiến Thần Các rút ra 20 bộ, chung 60 bộ nhiếp hồn sáo trang, vất vả nhiều ngày như vậy cũng là đáng. Thẩm Phàm tính toán dưới, mình có thể rút ra 60 bộ nhiếp hồn sáo trang, dựa theo trước mắt giá trị thị trường, một bộ nhiếp hồn sáo trang đoán chừng tại 12 vạn khoảng chừng, đây là có tiền mà không mua được, Thẩm Phàm kiếm lời hơn 700 vạn, Thẩm Phàm ngẫm lại cảm giác có chút không quá chân thật. Bất quá theo dạng này tính, hai đại công hội cũng là kiếm bộn rồi, đặc biệt là nắm giữ lấy nhiếp hồn sáo trang bản vẽ Tử Quỷ quân đoàn, bọn hắn thu thập vật liệu tốn hao một bộ 80 kim, hiện thực tiền giá trị 40.000 một bộ, Tử Quỷ quân đoàn tự thân vật liệu chế tạo lấy được 80 bộ nhiếp hồn sáo trang, lại thêm từ Chiến Thần Các 80 bộ bên trong điểm lợi 20 bộ, tổng cộng 100 bộ nhiếp hồn sáo trang, giá trị vượt qua 1.200 vạn, không sai biệt lắm là kiếm lợi gấp đôi. Mà Chiến Thần Các bởi vì mượn dùng Tử Quỷ quân đoàn bản vẽ nguyên nhân, muốn điểm để 40 bộ nhiếp hồn sáo trang cho liền cho Thẩm Phàm cùng Tử Quỷ quân đoàn chia đều, cuối cùng chỉ thu hoạch được 40 bộ nhiếp hồn sáo trang, giá trị 480000, cũng là kiếm lợi không ít, bất quá những này giá cả đều là bởi vì sơ kỳ trang bị khan hiếm, vật liệu không người tranh đoạt giá cả không tính quá đắt mà tạo thành. Hôm nay trước hết tới đây, lại đi thư viện nhìn xem, có thể hay không tìm tới cùng khu tinh sư tương quan thư tịch bí điển đi. Mấy ngày nay Thẩm Phàm cơ bản mỗi ngày đều sẽ rút ra 1-2 cái giờ tại thư viện đọc qua thư tịch, ý đồ tìm kiếm cùng mình lấy được cái kia thần bí chức nghiệp. Khu tinh sư tương quan thư tịch, lấy tìm kiếm giải trừ phong ấn phương pháp. Chủ thành trong tiệm sách rất lớn, trong đó thư tịch vô số, đứng tại trong đó hướng về nhìn bốn phía, kia đều giống như không nhìn thấy cuối giá sách, tại cái này mênh mông biển sách bên trong, mặc dù đã phân ra các loại hình thư tịch khu vực, nhưng là Thẩm Phàm nghĩ ở trong đó tìm tới cùng khu tinh sư có liên quan thư tịch, độ khó kia cũng là cực cao, mà lại khu tinh sư cái tên này liền ngay cả thần hoàng NPC đều cơ hồ chưa nghe nói qua. Thẩm Phàm lúc trước liền đã hỏi thăm qua thư viện quản lý người. Chẳng lẽ hôm nay lại không có một điểm thu hoạch? Liên tục nhiều ngày như vậy tìm kiếm, Thẩm Phàm cảm giác chính mình cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được, chuẩn bị từ cách khác ra tay tìm kiếm giải quyết đẩy đà phương pháp. Ồ, viễn cổ bí mật bách khoa toàn thư, đây là viễn cổ thần thoại cao thủ tổng hợp. Ha, tìm được. Thẩm Phàm cầm một bản không biết chất liệu cổ lão thư tịch cười ha hả. Trong tiệm sách cấm kỵ lớn tiếng ồn ào. Tái phạm liền đuổi ra ngoài, trong 1 tháng cấm chỉ tiến vào thư viện. Một thanh âm tại Thẩm Phàm trong đầu vang lên, dọa đến Thẩm Phàm lập tức thu lại tiếng cười, bốn phía quan sát lúc, phát hiện cũng không bóng người, trống rỗng, chỉ có hàng này sắp xếp giá sách, Thẩm Phàm không khỏi lông lên mồ hôi lạnh đến. Cái này trong tiệm sách còn có cao thủ trông coi. Lau vệt mồ hôi về sau, Thẩm Phàm liền nhìn là cẩn thận đọc qua viễn cổ bí mật bách khoa toàn thư, bên trong thần thoại nhân vật thiên, ở trong đó Thẩm Phàm tìm được Diệt danh tự. Diệt, một cái vô cùng thần bí mà cường đại tồn tại, không có biết tên của hắn là cái gì, chỉ biết là hắn gọi Diệt, mọi người cũng gọi hắn là tinh chủ, bởi vì hắn có thể chưởng khống đầy trời sao trời, thậm chí có thể hủy diệt cùng sáng tạo sao trời, một tồn tại vô địch. Bất quá bởi vì quanh năm một thân một mình, mà lại cực kỳ điệu thấp, lại thêm thực lực của hắn cường đại đến quá thần thoại, hậu thế bên trong, mọi người đều gặp hắn coi là một cái lập ra nhân vật vô địch, bởi vậy chậm rãi biến mất tại lịch sử bên trong, chỉ ở số ít bí điển bên trong từng có hắn ghi chép. Trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ có người tại điển võ không gian bên trong từng tiến vào diệt diễn võ đại điện, cũng thu hoạch được truyền thừa, người kia rời đi điển võ không gian về sau vẫn tìm kiếm tinh thần nguyên tinh, bất quá không đợi hắn tìm kiếm được tinh thần nguyên tinh, liền bị cừu gia đánh chết. Từ đó về sau liền rốt cuộc không có cùng diệt tin tức tương quan. Tinh thần nguyên tinh. Xem ra đây là và giải trừ phong ấn có liên quan, không phải người kia cũng không sẽ tìm tinh thần nguyên tinh, bất quá cái này tinh thần nguyên tinh tự hồ cũng không phải phổ thông đồ vật. Thẩm Phàm xem hết liên quan tới việc miêu tả về sau, liền đem thư tịch khép lại bắt đầu rơi vào trầm tư, sau đó lại tiện tay mở ra diễn đàn, lục soát cùng tinh thần nguyên tinh tương quan thiếp mời. Lúc đầu chỉ là muốn thử xem vận khí, ai biết thật đúng là cho Thẩm Phàm tìm được cùng tinh thần nguyên tinh có liên quan thiếp mời. Thiên Hoang Thành Trân Bảo Các bên trong giá cả kinh khủng kỳ bảo. Tinh thần nguyên tinh. Một ít kỳ lạ sao trời từ sinh ra lúc chỗ xen lẫn kỳ vật, tại sao trời cô quạng hậu phương mới thành hình, gồm có vô cùng nồng đậm tinh thần chi lực, có thể dùng tại tu hành sao trời chiến quyết hoặc chế tạo sao trời vũ khí, giá bán 6 triệu kim tệ. Ta đi. 600 vạn kim tệ, ta đi đâu mà tìm đây? Thẩm Phàm kém chút liền chửi ầm lên, bất quá nghĩ đến trong tiệm sách kia thần bí tồn tại, liền lập tức nén trở về. 600 vạn kim tệ theo trước mắt tỷ lệ, đây chính là 30 ức hiện thực tệ a, coi như tỷ lệ chậm rãi hạ xuống, kim tệ hối đoái tỷ lệ sẽ không thấp hơn 1.100, thần hoang chính thức khống chế, vậy cũng muốn 6 ức, dạng này trị số, căn bản không phải Thẩm Phàm có thể cân nhắc. Đại gia, cho dù có nhiều tiền như vậy, ta sẽ đem tiền tiêu tại một cái không biết trên chức nghiệp. Thẩm Phàm đem viễn cổ bí mật bách khoa toàn thư, nhét thư trả lời đỡ sau liền chuẩn bị rời đi, trước mắt hắn cũng định tạm thời từ bỏ giải phong khu tinh sư. Tiểu gia hỏa, ngươi là đang tìm kiếm viễn cổ tinh chủ diệt tin tức sao? Cái kia đạo thần bí phiêu miểu thanh âm lại lần nữa tại Thẩm Phàm trong đầu vang lên. Thẩm Phàm nhìn chung quanh, vẫn không có phát hiện một bóng người, cũng không biết thanh âm là từ cái nào phương vị truyền đến, tự như là đột nhiên xuất hiện trong đầu. Không cần nhìn, đến đỉnh tầng tới đi, ta ở phía trên. Chủ thành trong tiệm sách hết thảy có 5 tầng, hướng người chơi mở ra chỉ có tầng thứ nhất, phía trên một mực có người canh chừng, người chơi là không thể đi lên, bất quá nghe được thanh âm kia về sau, Thẩm Phàm cũng liền nhanh chân hướng về thang lầu đi đến, mà thủ vệ tự hồ nhìn cũng không nhìn Thẩm Phàm một chút, đoán chừng là thần bí nhân kia đã thông tri qua. Đối với biết diệt người thần bí, Thẩm Phàm vẫn là rất hiếu kỳ, nói không chừng Thẩm Phàm còn có thể từ trên người hắn tìm tới cái khác giải phong manh mối. Thư viện tầng cao nhất không gian không lớn, chỉ có 2 hàng giá sách, trưng bày thư tịch cũng không nhiều, mà trong đó một cái trước bàn sách, một mái tóc dài màu trắng lão nhân chính nhìn xem một bản cổ lão thư tịch. Tiền bối ngươi tốt. Thẩm Phàm không người ân cần thăm hỏi nói. Ngồi đi. Ngươi quả nhiên cũng đã nhận được cái này tinh đồ ấn ký. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Thẩm Phàm mi tâm, mở miệng nói ra, trong lời nói loại kia cảm giác tang thương phi thường cường liệt. Đúng vậy, tại điển võ không gian bên trong, trùng hợp tiến vào diệt diễn võ đại điện, sau khi ra ngoài liền có ấn ký này. Thẩm Phàm ngồi tại bàn đọc sách một bên khác nói. Nghĩ đến vừa rồi ngươi cũng tìm được giải trừ phong ấn phương pháp, bất quá ta nơi này còn có một số kỹ lưỡng hơn tin tức, ngươi có thể nhìn xem. Lão nhân dùng cái kia giống như là cây gỗ khô đồng dạng tay đem quyển kia cổ lão thư tịch đẩy lên Thẩm Phàm trước mặt, để Thẩm Phàm quan sát. Cái này. Khi thấy thư tịch bên trên liên quan tới việc tin tức cặn kẽ lúc, Thẩm Phàm lập tức bị khiếp sợ, trướng lấy miệng thật lâu không khép được đến. Ta biết giải phong khó khăn, trước ngươi đoán chừng cũng dự định từ bỏ, nhưng là chúng ta nhân tộc cần khu tinh sư lực lượng cường đại. Lão nhân đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phàm nói. Ta cũng rất muốn lập tức giải trừ phong ấn. Thế nhưng là, kia tinh thần nguyên tinh giá cả, thực sự quá cao, trước mắt ta không có cách nào thu thập được nhiều như vậy kim tệ. Thẩm Phàm đã khát vọng vừa bất đắc dĩ nói. Mặc dù ta không thể để cho Trân Bảo Các miễn phí tặng cho ngươi, nhưng là ta có thể giúp ngươi giảm xuống một chút giá cả, đến lúc đó ngươi cầm cái này mai lệnh bài tiến đến Trân Bảo Các. Bọn hắn hẳn là sẽ trông thấy trên mặt của ta cho ngươi ưu đãi, ngươi đi đi, hy vọng ngươi nhanh chóng giải trừ phong ấn. Minh bạch, đa tạ tiền bối, vậy ta trước hết cáo lui. Thẩm Phàm thu lão nhân cho tới viên kia ngọc chất lệnh bài sau liền lui xuống. Rời đi thư viện về sau, Thẩm Phàm thở sâu một hơi, nội tâm đã kích động lại chờ mong, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Đại gia, mấy trăm vạn kim tệ a, cái này phải tới lúc nào mới có thể kiếm đủ? Tại kia lão nhân thần bí cho thư tịch bên trên, kỹ càng ghi lại liên quan tới việc hết thảy, ngoại trừ Thẩm Phàm trước đó nhìn thấy tin tức bên ngoài, Thẩm Phàm tại quyển sách kia tịch bên trên còn biết, việc lúc ấy cũng không phải là cô độc một người, hắn còn có 9 vị thân truyền đệ tử, được xưng là Cửu Diệu Tinh Sứ, bọn hắn tại viễn cổ thời đại đều là vô cùng chói mắt tân tinh, che giấu người cùng thế hệ quang mang. Bất quá tại một trận cùng ngoại vực chủng tộc thần bí chiến đấu bên trong, Cửu Diệu Tinh Sứ lần lượt vẫn lạc, từ đây chỉ còn lại diệt một thân một mình, truyền thuyết vì không để cho mình 9 vị đệ tử truyền thừa đoạn tuyệt, diệt tại tự mình tinh thần cung bên trong lưu lại Cửu Diệu Tinh Sứ truyền thừa, cùng Cửu Diệu Tinh Sứ di vật. Cửu Diệu Sáo Trang, diệt tự tay chế tạo 9 bộ truyền kỳ sáo trang. 9 trung đỉnh tiêm đặc thù chức nghiệp, 9 mặt lên cổ truyền kỳ sáo trang, còn có diệt vị này vô địch tinh chủ truyền thừa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Lăng Vân Các di chỉ. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 80 Lăng Vân Các di chỉ. Tại rời khỏi thần hoang thế giới về sau, Thẩm Phàm đem Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan kéo tới, nói với các nàng liên quan tới khu tinh sư cùng tinh thần cung Cửu Diệu sứ giả sự tình, muốn nghe xem ý kiến của các nàng. Vương Thiến cùng Triệu Thanh Nhan nghe được cái gì miêu tả về sau, đều mở to hai mắt nhìn, đối với Thẩm Phàm tại thần hoang bên trong kỳ ngộ, hai người đã không biết nói chút gì tốt. Cái này nhất định phải lấy xuống. Mặc dù đại giới rất cao, nhưng là ngươi còn không rõ ràng lắm lấy trong đó giá trị. Vương Thiến giám định mà đối với Thẩm Phàm nói. Truyền kỳ trang bị khủng bố đến mức nào? Cái này ngẫm lại Thẩm Phàm, Bách Binh Chiến Điển, cái này truyền kỳ đạo cụ tác dụng liền biết. Mặc dù cũng không phải là tuổi có truyền kỳ đạo cụ đều có mãnh liệt như vậy dùng, nhưng là xuất từ thần hoang thượng cổ thời đại vô địch tinh chủ diệt trong tay truyền kỳ sáo trang, vậy khẳng định là không kém được. Làm thần hoang ngoại trừ thần khí thánh khí bên ngoài, đứng đầu nhất truyền kỳ trang bị, một ít thời điểm tác dụng có thể sẽ so một chút thần khí thánh khí tác dụng còn lớn hơn, mà lại mặc kệ là thời kỳ nào, một kiện truyền kỳ vật phẩm, chỉ cần thuộc tính tác dụng không phải quá kém, giá trị của nó đều là lấy ngàn vạn mà tính, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, chớ đừng nói chi là còn có 9 đại đỉnh tiêm chức nghiệp truyền thừa. Nếu như Thẩm Phàm có thể mở ra tinh chủ diệt tinh thần cung, vậy thì tương đương với mở ra một tòa giá trị mấy chục tỷ bảo tàng. Chẳng qua trước mắt muốn lập tức lấy tới mấy trăm vạn kim tệ, vậy cơ hồ là không thể nào, coi như thế giới xếp hạng bên trong đại tập đoàn, bây giờ nghĩ thu thập 600 vạn kim tệ, cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì trước mắt người chơi trong tay căn bản không có nhiều kim tệ. Vương Thiến dù sao cũng là quản lý công ty lớn người, đối với hết thảy lập tức liền phân tích 10 phần rõ ràng. Vương Thiến đề nghị Thẩm Phàm lợi dụng trong tay mình tài nguyên nhanh chóng bắt đầu thu thập kim tệ. Thẩm Phàm có thể kiếm tiền năng lực rất nhiều a, tỷ như hắn đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, trợ giúp Tử Quỷ quân đoàn cùng chiến thần các luyện chế một nhóm nhiếp hồn sáo trang, liền kiếm lời hơn 700 vạn. Đổi thành kim tệ liền tiếp cận 1.5 vạn, mặt khác chính là Thẩm Phàm nghịch thiên may mắn, đi luyện bốt bạo các loại vật phẩm, đó cũng là một cái nhanh chóng kiếm tiền đường tắt. Cuối cùng ba người tổng cộng, trước tiên ở Vọng Phong Thành mua sắm một chỗ đất trống thành lập một cái cửa hàng, bình thường Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan có thời gian rảnh có thể luyện chế một chút trang bị cùng đan dược thả đi bán ra. Mua sắm đất trống cái này thành lập cửa hàng, cái này đối với những người khác tới nói trước mắt đầu nhập cũng quá lớn. Cơ bản kiếm không được tiền, thậm chí ngay cả mỗi tháng tiền thuế đều kiếm không đủ, nhưng Thẩm Phàm cùng Triệu Thanh Nhan khác biệt, bọn hắn có đại sư cấp sinh hoạt kỹ năng, tăng thêm trước mắt trang bị đan dược thị trường tài nguyên thiếu, căn bản không sợ không kiếm được tiền. Ba người tại trên official website tuần tra một chút Vọng Phong Thành đất trống giá cả, trong thành Hoàng Kim khu vực đất trống giá cả một mảnh đất trống liền cần 3 vạn kim tệ giá cả. Mà tại Vọng Phong Thành còn lại một chút tương đối quặng quẽ thương nghiệp khu vực đất trống giá cả, thấp nhất đều cần 8.000 kim tệ tả hữu, cái này cùng Vọng Phong Thành vị trí địa lý có quan hệ, tương lai Vọng Phong Thành nhất định là Thiên Hoang Thành khu vực kết nối vô tận hải dương trọng yếu mối quan hệ, bởi vậy nó đất gia giá cả cũng so cái khác một chút chủ thành muốn quý rất nhiều. Liền mua Hoàng Kim khu vực thương nghiệp đất trống, hiện tại mặc dù quý một điểm, nhưng là tương lai cũng chưa chắc sẽ thấp nhiều ít. Lấy Vọng Phong Thành vị trí địa lý, tương lai đất trống giá cả khẳng định là sẽ dâng cao, về phần tiền liền từ ta bỏ ra đi. Vương Thiến nằm Thẩm Phàm trong ngực nói. 3 vạn kim tệ, cần mua tốn hao 1.500 vê đúc, Thẩm Phàm trước mắt giá trị bản thân chỉ đủ một nửa, nhưng đôi này Vương Thiến tới nói, tự hồ cũng không tính cái gì, cái này khiến Thẩm Phàm nở nụ cười khổ. Nhìn xem, ta cứ nói đi. Ngươi đem Thiến tỷ đem tới tay, kia trên cơ bản liền có thể từ Thiến tỷ bao nuôi ngươi. Triệu Thanh Nhan ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Phàm nói. Ba. Thẩm Phàm đại thủ đập vào Triệu Thanh Nhan trên cặp mông, đối nàng nói. Liền ngươi nói nhiều. Vốn chính là mà. Còn không thừa nhận. Là chính là đi. Dù sao Thiến tỷ cũng là ta. Thẩm Phàm tại Vương Thiến trên môi ngửi một cái nói ra. Thiến tỷ ngươi xuất tiền mua sắm đất trống thành lập cửa hàng, vậy sau này liền từ ngươi tới quản lý đi. Dù sao ngươi cũng am hiểu cái này, ta làm lao động đến chuẩn bị hàng hóa là được rồi. Còn có ta. Bất quá bán đồ vật muốn điểm ta tiền a, không phải muốn mua đồ trang điểm mua quần áo đều muốn nhìn xem túi tiền mới được. Kiếm được tiền, ngươi muốn nhiều ít trực tiếp cầm chính là. Ngày kế tiếp, Thẩm Phàm thật sớm liền tiến vào thần hoang đem còn lại nhiếp hồn sáo trang bộ kiện vật liệu toàn bộ luyện chế xong, cuối cùng cung cấp 198 bộ nhiếp hồn sáo trang, ngoài ra còn có thêm ra tới một chút trang sức bộ kiện. Luyện chế kết thúc về sau, Thẩm Phàm liền thông tri Thiên Lý Túy cùng Mặc Âm đến đây nhận lấy trang bị, đồng thời Thẩm Phàm dựa theo ước định cẩn thận rút lấy trong đó 58 bộ nhiếp hồn sáo trang, đồng thời còn lại những cái kia trang sức bộ kiện cũng về Thẩm Phàm tất cả. Nhiếp hồn sáo trang các bộ trang bị thuộc tính, chỉ là đơn giản tăng thêm một chút thuộc tính cơ sở, trị số còn rất thấp, đặc hiệu đều là chỉ có một đầu gia tăng đối âm hồn loại quái vật tổn thương hoặc giảm tổn thương, tại đồng cấp trang bị bên trong cũng không khá lắm, thậm chí nói bên trên là rác rưởi, nhưng là trọn bộ nhiếp hồn sáo trang thuộc tính tại Lăng Vân Các di chỉ bên trong lại là thần khí tồn tại, chờ về sau thu thập được tài liệu, Thẩm Phàm cũng có thể tự mình đem khiếm khuyết bộ kiện bù đắp. Tất cả mọi người tập hợp lĩnh trang bị, sau đó xuất phát tiến về Lăng Vân Các di chỉ. Thẩm Phàm tại cùng Thiên Lý Túy cùng Mặc Âm giao dịch xong trang bị về sau, liền hướng về tự mình đoàn đội thành viên bày phát một đầu giọng nói tin tức. Ha ha ha, Phàm ca, ngươi rốt cục làm xong a, ta cái này cùng Tiểu Ngọc về thành. Vương Tử cùng công chúa hai người hiện thực tên là Đoạn Ngọc Khiêm cùng Vương Tiểu Ngọc, đây là Thẩm Phàm gần nhất hiểu rõ rơi. Chờ một lát, thành nhóm này quái liền về thành. Huyết Lan, Ẩn Lan cùng Thạch Đầu đại thúc ba người cơ bản cùng một chỗ hành động, bọn hắn đều là tại bộ đội dạo qua, cho nên khá là thân thiết. Lão nhị, ngươi này lại nhưng rốt cục giúp xong a, liền vì chờ ngươi, đều nhanh đợi một tháng. Vu Thu chửi bậy lấy đáp lại nói. Xác thực, các đại công hội cùng một chút đoàn đội tổ chức, sớm tại số lớn người chơi tiến về chủ thành về sau, liền bắt đầu tổ chức lấy nhân mã thời gian dài đóng quân Lăng Vân Các di chỉ khai hoang, mặc dù giai đoạn trước tổn thất cực lớn, chẳng qua trước mắt đã bắt đầu lần lượt khai phát đến trong đó tài nguyên, có số lớn trang bị cùng các loại đạo cụ vật liệu vận chuyển đến các đại chủ thành. Trước đó không lâu Vu Thu vẫn bắt đầu thúc giục nhanh chóng tiến về Lăng Vân Các di chỉ dò xét, bất quá bởi vì Thẩm Phàm vội vàng luyện chế nhiếp hồn sáo trang, vẫn kéo lấy. Không sai biệt lắm 15 phút, đám người toàn bộ tại Vọng Phong Thành nhà kho điểm tập hợp, Thẩm Phàm đem nhiếp hồn bộ từ cá nhân trong kho hàng lấy ra, một người một bộ pháp thả ra, đồng thời đem thời gian rảnh rỗi luyện chế một chút nguyệt hoa vòng tay cũng đem ra. Những này thanh đồng vòng tay, thuộc tính còn có thể, các ngươi có thiếu khuyết có lẽ không bằng, có thể thay đổi, mặt khác mỗi người đến Thanh Thanh nơi đó nhận lấy một phần đan dược. Thẩm Phàm đem nguyệt hoa vòng tay thuộc tính cùng hưởng tại đoàn đội bên trong, mặt khác Triệu Thanh Nhan gần nhất ra giúp Mặc Âm luyện chế thanh tâm đan bên ngoài, cũng góp nhặt một chút hữu dụng đan phương luyện chế ra không ít nhị giai tam giai đan dược. Chật chật, có hai cái đại sư cấp bậc sinh hoạt kỹ năng đồng đội chính là thoải mái, trang bị đan dược đều không cần lo lắng. Ẩn Lan nhìn xem tại Triệu Thanh Nhan nơi đó nhận lấy các loại cực phẩm đan dược vừa cười vừa nói. Ha ha. Lời chuẩn bị xong liền tiến về điểm truyền tống đến Lăng Vân Các di chỉ bên trong. Lăng Vân Các di chỉ tại khi xuất hiện trên đời, Thiên Hoang Thành khu đại nhân vật đi qua một phen thăm dò về sau, liền tại bên trong thành lập điểm truyền tống, liên tiếp lấy Thiên Hoang Thành khu vực các nơi điểm truyền tống, làm Thiên Hoang Thành khu vực hậu bối thí luyện sử dụng. Lăng Vân Các chính là thượng cổ thời đại đại môn phái, thực lực tại lúc ấy cũng là cực kỳ bất phàm, bất quá tại ngay lúc đó một lần quỷ dị yêu ma xâm lấn bên trong, Lăng Vân Các chỗ bí cảnh liền thần bí biến mất, thẳng đến cận đại mới xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt bên trong, bất quá nơi đó ra một vùng phế tích bên ngoài chính là các loại quái vật u hồn, cái này biểu thị lấy trên đời không còn có Lăng Vân Các cái này tông môn. Tốn hao một viên ngân tệ truyền tống đến Lăng Vân Các di chỉ bên trong, Thẩm Phàm phát hiện nơi này bầu trời tất cả đều bao phủ tại một tầng nặng nề màu xám sương mù bên trong, mà đại địa thì là một mảnh thê lương phế tích, cỏ dại rậm rạp, các loại quái vật cùng du hồn tấp nập xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Nơi này là Lăng Vân Các di chỉ phía ngoài nhất khu vực an toàn, càng đi về phía trước mấy cây số mới đạt tới bên ngoài khu vực. Trước mắt các đại công hội tổ chức đều riêng phần mình chiếm cứ có lợi địa hình làm địa bàn của mình cày quái thu thập tài nguyên, chúng ta nghĩ xâm nhập cũng chỉ có thể từ một chút hữu hảo điểm công hội mượn đường hoặc là từ một chút hiểm địa tiến vào. Lưu Uy làm tương lai đoàn đội quản lý người, đoàn đội hành động, hắn tự nhiên là sớm làm xong điều tra. Đi trước nhìn xem tình huống như thế nào trước. Thẩm Phàm mang theo đám người hướng ra bên ngoài khu vực tiến lên. Lăng Vân Các di chỉ bên ngoài khu vực là một mảnh rừng sâu bình nguyên, tươi tốt đại thụ còn cuốn một mảng lớn mơ hồ có thể thấy được, cao vút trong mây sơn phong mới là Lăng Vân Các di chỉ chân chính sở tại địa, chẳng qua trước mắt 80% người chơi đều bị ngoại vây bên này rừng sâu bình nguyên ngăn cản lại. Ở trong đó những cái kia du hồn thật sự là rất khó khăn đối phó, du hồn công kích quỷ dị khó phòng, mà lại 10 phần phiền phức, mặt khác du hồn phòng ngự cũng là cực cao. Vật lý công kích đối du hồn tạo thành tráng tổn thương cực thấp, mà pháp hệ công kích ngoại trừ một chút chỉ riêng công kích, hỏa công kích, lôi điện công kích có thể tạo thành cực lớn tổn thương bên ngoài, còn lại pháp hệ tổn thương cũng cùng vật lý công kích không sai biệt lắm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.